kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai, Phật tử cũng chánh thiện tri bên hạnh phúc hiện thể thế gian dài, vô thượng diệu tử tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật diệu thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thế gian để tìm kiếm năng hướng thượng tính giả thành chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử thầy con Phật diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân thành hạnh gồm một đôi sáu trì đáng nhận lệ phẩm tặng phẩm thế phẩm chính lễ là phước thiện vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu tam bảo, tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị không xa, những nghịch duyên trở ngại tại địa bao tan biến. Nguyện hòa chúng sanh người khổ trên hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, vì cho với niềm tin giúp hậu truyền trệ hạnh viên mạnh của trong thiện. Chư thiên đã ôn tập trên hủy hỷ phước lành được các từ như ý rồi sẵn hồi chuyên tứ. Chứ toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, tinh quan giác đại lực, những tâm trì phi đức sầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phật pháp cơ bản phần 2 Phật pháp đạo đế. Tỳ kheo Giác Nẵng biên soạn và giảng dạy. Dạ, chúng con kính thỉnh Hòa Thượng Đại sĩ Vĩnh Nhập bài học ngày hôm nay. Anh Bồ Tát Thầy cho kính lễ Tam Bảo, kính chào Hòa Thượng Chật Đẳng, thượng tọa Bình Hạnh cùng chư tăng đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Thân kính thưa quý vị, khi nói đến tứ đế thì đạo đế là con đường dẫn đến cái sự đoạn diệt khổ. Con đường này gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Thượng Giác Đẳng cho chúng ta học mỗi một buổi học là một chi chánh đạo. Hôm nay chúng ta học cái phần chánh niệm Samasati. Nhưng mà ở trong cái phần Samasati này thì chúng tôi thấy ở phần sau để còn tiếp. Không biết là còn tiếp cái gì? Còn tiếp cái chi chánh định hay là còn tiếp cái phần chánh niệm? Chúng tôi cũng không biết rõ. Cho nên bây giờ còn tiếp đạo đế. Cho nên bài chúng ta ghi để là chánh niệm, rồi chúng ta giảng sáu phần đến phần G ở dưới để còn tiếp. Chúng ta tưởng đâu là sẽ còn tiếp cái phần chánh niệm nha.
Bây giờ thì mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cùng tỉnh và thỉnh giáo đặng giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân Hòa Thượng Tài Xuyên. Dạ, con xin đọc bài. Phần 2 Phật Pháp. Đạo Đế. Đạo Đế, để nói một cách ngắn gọn, là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau, kinh văn nêu rõ. Dạ, con xin. Nam mô Bổn Thầy, giờ con xin điện huyết cho Thanh Thủy. Chánh niệm là khả năng bám sát với thực tại một cách tỉnh thức liên tục. Thực tại ở đây là thân và tâm. Tỉnh thức là thắp sáng ý thức với thiền tại, hiện tại. Chánh niệm đối ngược với khuynh hướng cố hữu của tâm lý, tâm ý là thường truy cầu quá khứ và mộng tưởng tương lai. Thanh Thủy ổn định chưa? Nếu ổn định thì cho tín hiệu như như pháp sinh nhường mít. Người ta thấy buồn chán. Dạ, mời Thanh Thủy. Dạ, kính cảm ơn con Như Pháp. Người ta thường thấy hiện tại buồn chán nên hay tầm cầu cái gì đó, hoặc nhớ nghĩ những gì đã qua. Sống thiếu chánh niệm thường tạo nên trạng thái không thật sự sống trọn với những gì đang thật sự xảy ra. Người ta thường thấy hiện tại buồn chán nên hay tầm cầu cái gì đó, hoặc nhớ nghĩ những gì đã qua. Sống thiếu chánh niệm thường tạo nên trạng thái không thật sự sống trọn với những gì đang thật sự xảy ra. A. Tu tập bát chánh đạo, xây dựng nên nền tảng quân tập chánh niệm đặc biệt là bước đầu với khả năng quan sát hơi thở. B. Bốn niệm xứ gồm A. Quán thân là chánh niệm đối với thân như hơi thở, tư thế đi đứng nằm ngồi. Cư chỉ trong sinh hoạt như ăn uống, mặc y. Quán thọ là ý thức rõ cảm xúc vui buồn thản nhiên. C. Quán tâm là khả năng nhận ra những trạng thái của tâm trong hiện tại, như tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thanh tịnh hay ô nhiễm. D. Quán pháp là quán chiếu, nhận diện những đề tài pháp do Phật dạy như năm truyền cải, sáu nội xứ, thất giác chi, tứ diệu đế ở chính thân tâm, chứ không phải qua sách vở hay suy diễn. C. Đối với phần đông, sự tu tập chánh niệm với căn bản là niệm hơi thở ra vào. Chính phép niệm hơi thở tạo nên khả năng quan sát liên tục, khách quan và trở về với hiện tại. D. Từ nền tảng hơi thở, hành giả có thể nhận biết xa hơn những trạng thái như đau nhức, thọ quán, tâm hưng phấn, tâm quán, sự nhĩ thức đối với âm thanh nào đó, pháp quán, nhưng ghi nhận cần hướng sự chú ý về lại hơi thở. E. Hành giả sau khi thuần thục với hơi thở, có thể dùng chánh niệm quán sát chuyên sâu vào từng lĩnh vực riêng biệt như quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Giai đoạn chuyên sâu chỉ nên thực hành khi chánh niệm đủ mạnh và thuần thục.
khả năng tập trung bền bỉ theo dõi hơi thở hay bước chân là chỉ tịnh samatha, và khả năng nhận diện, đặc biệt là thấy rõ sanh diệt là minh sát vipassana, cả hai đều phải song hành trong pháp bát chánh đạo. Riêng chánh định sẽ được nói thêm trong phần tới. Rê, trong sự tu tập chánh niệm nói riêng và đời sống của người tu cũng như cái chưa tới, tập chú vào thân tâm tốt hơn là do lo nghĩ mông lung, quan sát tướng trạng thái sanh diệt của danh sắc quan hơn khái niệm giả lập. Và chúng con biên soạn tùy khu giác đẳng. Và chúng con kính mời đạo tràng cùng với con đọc bài kinh pháp sư. Hàng thiền tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não hùng kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô tiên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng làng thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tỉnh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Sau đây chúng con kính thỉnh Âu Hòa Thượng giác đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng. Vâng, cô chú thị và của nhiều pháp. Nam mô Bụt Thầy. Đại lễ Hòa Thượng Từ Sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, rất là trên và thượng Từ Sư đã lưu ý một điều là khi mà chúng ta post bài chỉ riêng phần chánh niệm thì đừng để chưa còn tiếp nữa. Tại vì người ta tưởng được bài về chánh niệm lại vẫn còn tiếp tục, nhưng mà thật ra thì chỉ còn tiếp đó để chung cho cả bài về đạo đế. Do đó khi quý vị post quần thì bỏ đi phần đó. Quý vị, chúng tôi khi viết về chánh niệm đó thì nhớ có một lần gặp Ngài Panditá. Ngài là vị truyền nhân của Ngài Mahasi. Thì Ngài Panditá, Ngài có nói một điều mà khiến cho chúng tôi nhớ mãi ở trong cuộc sống. Ngài nói rằng ở trong đạo đế mà nói về bát chánh đạo hay là tam học thì khi mà nói gọi là hành bát chánh đạo thì là phải hành đủ tám chi phần thì mới thật sự là bát chánh đạo. Còn nếu thiếu thì không gọi là mặc chánh đạo được. Đó là điều mà Ngài nói. Bởi vì đó là chánh đạo tám chi phần. Giống như bây giờ chúng ta thực hiện một đề án gì đó thì vấn đề tài chính, vấn đề nhân sự, vấn đề kỹ thuật, vân vân. Những điều đó, đó nó phải đồng có mặt, đi chung với nhau thì cái đề án mới đi tới được. Còn nếu đề án mà chỉ có tiền không, chưa gọi là đề án, hay có nhân sự mà không có kỹ thuật cũng chưa gọi là đề án. Và điều thứ hai mà Ngài nói mà chúng tôi nhớ hoài đó, Ngài nói rằng một cái người mà nếu thực hành bát chánh đạo đó thì cái gốc phải là tu tập chánh niệm. Từ chánh niệm đó thì chánh định, chánh tinh tấn mới có ý nghĩa. Còn nếu không có chánh niệm đó thì người ta không biết đâu là chánh tinh tấn, không biết đâu là chánh định. Và từ cái chánh niệm đó người ta mới phát triển được chánh kiến và chánh tư duy. Còn nếu nghĩ rằng chánh kiến là một cái nhìn chân chánh mà chỉ dựa trên sách vở thì cái chánh kiến đó chỉ là ngoài da thôi, chưa phải chánh kiến thực sự.
Cái chánh kiến thực sự nó phải dựa trên cái chánh niệm, cái chánh tư duy của ngài. Nhờ chánh tư duy nó phải dựa lên chánh niệm. Ví dụ như một người mà dục tư duy sanh, tư duy khởi, sanh khởi, và trong lúc sanh khởi họ biết được, biết được ngay lúc đó thì mới có thể gọi là chánh tư duy. Thành ra trong cái nhìn của ngài Pandita thì ngài xem chánh niệm là một cái gốc, một cái nền tảng, một cái cơ sở, và từ đó đó thì chúng ta mới nói đến những cái chi phần khác, phát triển những chi phần khác. Và những chi phần khác không thể nào làm tốt nếu thiếu chánh niệm, ngay cả như nó chánh ngữ. Dạ, chánh ngữ thì nó phải đi với chánh niệm. Một cái người mà nói một cách quên mình, nói một cách thất niệm, nói một cách bất thiện đó, là cũng do thất niệm mà ra. Và cái ngày giải rằng chánh niệm là cái cơ sở. Nói cách khác là nếu chúng ta chưa hành thiền, chúng ta chưa có đi một sự tu tập về quán niệm, của đưa chánh niệm, thì chúng ta vẫn là người đứng ở ngoài cửa, chưa thật sự bước vào cái thế giới của tu tập. Và ngài nói rằng đó là cái nhìn của một hành giả. Nhưng mà trong một vài trường hợp khác thì có những người lựa chọn cái cách tu theo tam học là giới định tuệ. Thì khi họ tu giới thì họ nghĩ rằng bước đầu tu thiền chỉ là bước thứ hai, giống như trong thanh tịnh đạo, ở trong thất tịnh ấy. Thì ngài nói là con đường đó cũng là con đường đi, nhưng mà cái đó là từng bước một. Điều đáng nói tại đây là khi gọi là đủ tám chi phần á, tám chi phần cũng có mặt á, thì chỉ có một người thật sự tu tập thiền quán, tu tập chánh niệm mới là người kết hợp cả tám chi phần. Ví dụ như một vị tỳ kheo giữ giới ở trong sạch, nhưng mà ngoài thì giữ giới đó không có đi xa hơn trong định học, trong tuệ học, thì cái giới đó nó chưa đủ hội đủ tám chi phần. Do vì chúng ta nhớ rằng với một người hành bát chánh đạo, mà bát chánh đạo đúng nghĩa đó, thì bát chánh đạo đó phải dựa trên cái cơ sở, cái nền tảng của chánh niệm. Và điều này là hình ảnh rất là rõ ràng với một hành giả vào trong trường thiền hay sống trong rừng sâu. Do tu tập chánh niệm, vị này vừa là tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Tại ra với một người mà vào tu tập thì chúng ta nên hiểu là chánh niệm đó lại là một cái nền tảng, và qua đó chúng ta phát triển những chỉ đạo khác. Thì thưa quý vị, chánh niệm là gì? Chánh niệm ở đây được hiểu là cái khả năng ghi nhận một cách tỉnh táo trong cái việc bám sát với thực tại. Ghi nhận một cách tỉnh táo đó, tức là thấy rõ, thấy đúng lúc. Và ở đây là cái gì đang xảy ra ở đây và bây giờ. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng tôi ngồi nói chuyện với Hòa Thượng Tự Siêu bàn về tuổi thơ. Dạ, chúng tôi nhớ lại ngày xưa là chúng tôi đã từng sống ở miền quê như thế nào, đi cắm câu như thế nào, đi cày, đi cấy như thế nào. Thì cái đó không phải chánh niệm, đó là một cái hồi ức về quá khứ. Và chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với quý vị, và chúng tôi nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, nói những chuyện bên Ukraine, nói những chuyện xảy ra ở Middle East, nói những chuyện xảy ra ở một hòn đảo nào trên Thái Bình Dương, mà trong khi đó chúng tôi không có mặt ở tại đó. Thì như vậy đó, cái đó cũng không gọi là chánh niệm, mặc dù cái chuyện đó vẫn đang xảy ra. Thật ra chính vì cái ý nghĩa của chánh niệm nên chi người Tây phương ngày nay họ có phổ biến một cái chữ là here and now. Here and now là ở đây và bây giờ. Ở đây là gì? Ở đây tức là chính thân tâm, cái gì hiện diện trong giây phút này. Bây giờ không để tâm truy cầu quá khứ,
tương lai. Thực tại là cái gì mà chúng ta có thể tiếp xúc, có thể nhận diện. Một người nằm ở trên giường bệnh đó, mà nếu họ bận tâm về công ăn việc làm, về con cái, người này đối xử mình thế nào, người kia đối xử tiếp nào sau khi mình chết ra sao, thì đó không phải là thực tại. Cái thực tại với một người đang nằm trên giường bệnh đó là cảm giác đau đớn hay dễ chịu, nóng hay lạnh đang xảy ra trên thân của mình, hoặc giả là hơi thở đang ra hay đang vào, hoặc giả là tâm thái mình lúc đó đang bực bội hay đang thanh tịnh, mình biết rõ. Ở đây và bây giờ đó, và nếu chúng ta biết thực tại rất tỉnh táo, rất rõ ràng, thì cái biết đó, thưa quý vị, gọi là chánh niệm. Nhưng mà nếu chúng ta biết một cách rõ ràng mà mình biết không liên tục, mình chỉ biết một cách thoáng qua rồi tâm mình lại đi vào chỗ khác, hay hoặc giả là mình cố gắng sống với thực tại nhưng mà tâm mình nó vẫn đi đâu đâu đó, thì cái đó chưa gọi là chánh niệm. Nhiều khi chúng ta có thể nghe một mùi hương thoang thoảng của hoa quải hương, nhưng mà rồi mình cảm giác mùi hoa quế hương, lavender. Rồi từ đó, ý tưởng của chúng ta nó lại bục bay đi. Nó lại nghĩ đến một phương trời viễn mộng nào đó. Mình đã từng đi qua một cái tu viện nước Pháp. Ở miền Nam nước Pháp đã từng thấy những cánh đồng quế hương bất tận. Cánh đồng lavender bất tận ở trong các tu viện chẳng hạn. Và mình cứ miên man đi tới. Cái tâm của mình nó tựa trên một điểm hiện tại. Và nó tiếp tục phan viên, nó tiếp tục đi chỗ này đến chỗ kia, suy nghĩ chỗ đó. Từ cái thực tại đưa ra cái cảm hứng, đưa ra tưởng tượng, từ cái thực tại đưa ra quan điểm, đưa ra nhận xét, chúng ta tán tán hưu, tán nai, tán rộng, tán hẹp, thì những cái lĩnh kia đến phía sau do cái chuyện mà tán rộng, tán hẹp, phan viên chỗ này chỗ kia, cái đó nó khiến chúng ta rời xa thực tại. Nếu chúng ta sống trong đời sống hàng ngày đó, thì bằng một chút tu tập vài ba ngày, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng đa số thời giờ mình sống đó không có để tâm vào hiện tại đây. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, bởi vì tuổi nhỏ hay ham chơi, thí dụ như là buổi trưa nắng, có những người hàng xóm đến rủ và tưởng tượng siêu với chúng tôi ra ngoài chơi. Mà lúc đó mẹ hiểu làm cái gì ở nhà đó, nhưng mà vừa làm á, mà cái tâm để bên ngoài, để đến là lát nữa sách dàn thun đi chơi với bạn ra bên ngoài làm việc này việc kia. Và lâu lâu mẹ rầy mình nói rằng làm việc này mà cái tâm không có ý tứ để đó, để đâu đâu. Quý vị, đó là cái tâm thái chung của tất cả chúng ta. Chúng ta sống luôn luôn là làm một việc ở một nơi nhưng mà tâm suy nghĩ một chuyện. Trong thiền tông của Nhật Bản có cái câu chuyện đó rằng khi ở trong thiền viện nhớ quán ba, khi ở quán ba nhớ thiền viện, hay là Trịnh Công Sơn nói là khi ta về là nhớ ta đi. Cái tâm của chúng ta nó như cái tình trạng mà trong câu tục ngữ đó là bắt cóc bỏ dĩa. Dạ. Cái con cóc nó hay nhảy, nó không nhảy thì không có con cóc chết rồi, nhưng mà con cóc sống mà bỏ cái đĩa thì thưa quý vị, nó rất là khó để con cóc nồi nằm yên trong cái đĩa. Bò cóc thường phải nhảy, thành ra người ta mới gọi là bắt cóc bỏ đĩa. Chúng ta không có khả năng để tiếp xúc với thực tại một cách rõ nét. Dạ. Mỗi khi mình thấy một màu sắc, một hình tượng, thì từ chỗ đó nó tạo cho chúng ta sự miên man, suy nghĩ, suy tưởng cái này, suy nghĩ chuyện kia, toan tính chuyện gì nọ. Mỗi một cái điểm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chỉ là một điểm rất nhỏ. Từ cái điểm rất nhỏ đó, nó tạo ra muôn ngàn những cái phóng đại, những cái khuếch tán. Mà những cái khuếch tán phóng đại này đó, nó đưa chúng ta về một cái cõi mông lung. Và đôi khi mình không biết mình là ai. Cách đi có bài học trong Kinh Pháp Cú, và Thượng Từ Siêu có kể câu chuyện.
chúng ta nghe về một vị sa di mà được cúng sắp vải rồi dâng lên cho sư cậu, và vị sư cậu là vị A-la-hán mà sư cậu không có nhận, bởi vì sư cậu có y rồi, thì trong lòng có chút buồn. Có sắp vải rồi dâng cho sư cậu với lòng tấm lòng mà sư cậu không nhận thì có chút buồn. Từ cái buồn đó đó, vừa đứng quạt hầu mà lại miên man suy nghĩ, mình đi tu mà sư cậu không có thương, rồi thôi thì mình hoàn tục đi, rồi từ hoàn tục mình lấy gì ăn, thì mình bán nó vải này để làm vốn, rồi đem về nuôi bò, rồi cưới vợ, vân vân. Chuyện này cho nó đẻ ra chuyện chi chuyện đó. Chúng ta gọi đó là cái sự mê man, cái sự miên man và cái sự trôi dạt của tâm ý. Và một khi tâm ý trong cái tình trạng miên man trôi dạt như vậy đó, thì thứ gì nó trở về với quán tính, nó trở về với thói quen, nó trở về với thụ động. Tại cái người mà sống mà khi mà họ nói chuyện không tập trung, khi nói chuyện tập trung tức là chuyện này chưa nói, họ nghĩ chuyện kia chưa nói, nghĩ sẽ chuyện đó. Chúng tôi có làm việc với một vài Phật tử ở chùa đó. Ở chùa đang có vấn đề quan trọng giải quyết, nhưng mà họ ngồi họ không tập trung vào vấn đề. Họ ngồi họ bàn hết chuyện này tới chuyện kia. Và nếu mà ai mà nghe họ bàn riết cũng phát bệnh. Tại vì sao vậy? Họ không tập trung vào cái điểm cần thiết phải giải quyết. Thì như vậy, chúng ta nên hiểu cái bản chất của tâm của chúng ta đó là nó không có bao giờ có thể tập trung một cách bình bỉ vào thực tại hiện tiền. Thực tại hiện tiền ở đây tức là ở đây cái gì đang xảy ra, và bây giờ cũng là cái gì đang xảy ra. Cái thời gian và không gian thực sự gặp nhau là trong chánh niệm. Nếu chúng ta nói một cách văn vẽ như vậy, chính chánh niệm, chính chánh niệm đó, nó khiến cho thời gian không gian gặp nhau, tại vì ở đây và bây giờ. Vì chánh niệm không phải là một thứ luân lý, không phải là một thứ triết lý. Chúng tôi nó không phải luân lý là mình đừng nói là chánh niệm tốt hay xấu, không phải triết lý là đừng ngồi đó để mà nói một cách rất là lãng mạn, ví dụ như trái tim mặt trời hay là phép lạ của sự tỉnh thức. Mà chánh niệm là một sự tôi luyện. Chúng ta nói nó triết lý quá, chúng ta nói nó văn vẽ quá, nhiều khi chúng ta đi xa. Mà chánh niệm ở đây đòi hỏi sự tôi luyện. Sự tôi luyện ở đây là gì? Sự tôi luyện ở đây đó là phải sử dụng một cách gì đó để cột cái sự chú ý mình lại. Bây giờ một con ngựa hoang hay là một con trâu, con bò, mình không muốn cho nó đi hoang, mình phải cột nó vào cái trụ. Cột vào cái trụ đó, đầu tiên đó là nó ở một chỗ, một cái miễn cưỡng. Giờ cái miễn cưỡng, nhưng mà cột nó lâu rồi đó, thì nó sẽ trở thành một cái tự nhiên ở một chỗ. Chúng tôi nhớ là khi người ta mới đem con chó nhỏ đem về nuôi, và nếu mình không có cái hàng rào, không cho nó ở nơi cố định, thì quý vị, nó sẽ chạy lung tung. Nó chạy lung tung, thậm chí chạy ra đường bất. Nó là chó con, tại vì nó không biết ở đâu là nhà của nó chưa quen. Nhưng mà khi mà người ta để nó một tổ ở trong một căn phòng hay là trong một chuồng hay là trong một cái hàng rào nào đó, và nó quen rồi, khi nó đủ quen rồi ta buông nó ra, thì lúc đó nó không đi nữa. Ở trong chùa Pháp Luân, chúng tôi nhớ là có mấy con chó đó, là ở chùa thì rất rộng và mình không có rào, nhưng mà đó là nơi nó ăn, đó là nơi nó đi tới lui. Và khi mình ở chùa thì chúng tôi không có cột đó, quý vị. Nhưng mà nó vẫn ở chùa. Nhưng con chó beta bây giờ nó ở chùa. Tại vì sao? Tại vì cái đất chùa đã trở thành đất của nó. Nó không bỏ đi. Thì tương tự như vậy, khi mà nó nói chánh niệm đó, thì chúng ta phải có một cái chỗ để cột tâm ban đầu. Và cái chỗ cột tâm ban đầu đó, nó tạo nên một cái nhu cầu gọi là định và niệm. Thế nào là định? Định là sự tập trung. Tập trung một cách bền bỉ mới là định, chứ không phải tập trung nhất thời. Tập trung nhất thời mà thường ở trong tấm pháp gọi là định sát na đó. Sát na định đó, thì cái định tập trung một buổi thôi. Nhưng mà cái này là mình phải giữ cái sự tập trung mình liên tục để cho đến khi tâm quen. Cũng như con chó con mà mình để nó trong một cái khuôn khổ, ở trong một cái rào. Nó quen rồi nó sẽ không đi nữa. Và tu tập chánh niệm đó là một quá trình tôi luyện. Quá trình tôi luyện đầu tiên đó là chúng ta cần để có một cái cột trụ. Cột trụ đó trong đạo Phật gọi là an bang thủ ý, hay là nhập tức, xuất tức niệm.
hay là chúng ta nói niệm hơi thở ra vào. Dạ, niệm hơi thở ra vào. Thì niệm hơi thở ra vào đó là một cái pháp rất là phổ thông. Không phải ai tu tập chánh niệm cũng bắt buộc phải tu tập hơi thở ra vào. Nhưng mà đối với 99% người chúng ta đó, thì niệm hơi thở ra vào là cần thiết. Tại vì sao vậy? Hơi thở nó có những cái đặc điểm mà những cái hiện tượng khác của tâm lý vật lý không có. Và chính những đặc điểm này khiến cho hơi thở trở nên lợi ích để chúng ta tu tập chánh niệm. Thứ nhất là hơi thở luôn luôn có, khác với bất cứ cái đối tượng nào ở trong chánh niệm khác. Thí dụ như là mình niệm đại quay nghi, tức là bốn cái thế lớn là đi đứng nằm ngồi. Khi mình từ đi đổi sang ngồi đó thì mình có thể chánh niệm được. Nhưng mà khi mình ngồi quá lâu, mình ngồi quá lâu thì tự nhiên cái ngồi đó nó trở nên cái gì mà mình rất là khó để theo dõi. Hay hoặc giả là mình niệm về cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu. Cái cảm thọ đó nó không phải lúc nào nó cũng có, là dễ chịu hoài hay khó chịu hoài, mà lúc này lúc khác, lúc lâu lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ. Cái sự hiện hữu mà luôn có và có một cái đều đặn đó là hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì nếu chúng ta không thở chúng ta chết, chúng ta bắt buộc phải thở. Và hơi thở đó thì luôn luôn có hai nhịp ra và nhịp vào. Nếu chúng ta chỉ thở ra không thở vào chúng ta chết rồi. Thành ra ở trong kinh đó, Đức Phật đặc biệt này đề cập đến cái pháp gọi là Anapanasati, tức là an bang mũi. Chỉ an bang, chỉ an bang là Anapana đó, Anapanasati. Thì khi mà nói như vậy nghĩa là thở vô và thở ra, nhập tức xúc tích. An bang chủ ý là âm, nhập tức xúc tích là dịch theo chữ Hán. Còn tiếng Việt Nam chúng ta là thở vô thở ra. Thì niệm hơi thở đó thì luôn luôn niệm cho hai nhịp điệu. Thì chúng ta thấy ở đây hơi thở có cái lợi thế rất lớn là vừa lúc nào cũng có, và có một cách không có phức tạp. Có hai nhịp là vào và ra thôi. Thành ra hơi thở trở thành một cái điều kiện tốt, lý tưởng để chúng ta khuôn tu chánh niệm, khuôn tu chánh niệm. Cái mức độ của chánh niệm đó, thật ra đó, nó nghiêng về cái khả năng trau dồi định nhiều hơn là niệm. Dĩ nhiên là có niệm thì chúng ta mới phân biệt hơi thở vô hay ra, có niệm chúng ta phân biệt dài hay ngắn. Nhưng mà gọi là định đó thì có nghĩa là làm sao mình có thể theo dõi hơi thở ra vào ở trên cái điều kiện dài, ở trên một cái thời lượng dài, không phải là trong một hay hai hơi thở, mà trong 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ. Cái việc mà cái khả năng theo dõi hơi thở đại như vậy đó, nó sẽ cho chúng ta vào trong một cái tư thế là cố tâm lại. Ở trong tư thế là tập trung. Để làm việc này đó, thì đa số các vị thiền sư bắt buộc là chúng ta phải ngồi ở trong một cái thời lượng nhất định, đi kinh hành trong thời lượng nhất định. Cái thời lượng nhất định thí dụ như là ngồi, có thể là thường là các vị thiền sư bắt ngồi 1 giờ, và có nhiều người khó khăn thì ngồi trong nửa giờ. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian lâu á, thì dĩ nhiên là thời gian đầu các vị ngồi đó không phải định tâm, hay là chúng ta mà hơi thở liên tục nửa giờ rồi, trong một hai hơi thở là cái tâm phóng rồi. Nhưng mà không có quan trọng. Quan trọng là mình có khả năng ngồi một chỗ trong nửa giờ hay 1 giờ. Thì khi mình có khả năng ngồi trong nửa giờ 1 giờ thì dân già hành giả sẽ phải tự mình trỗi dậy một ý nghĩ rằng chẳng lẽ mình ngồi nửa giờ ngồi để mà ngồi suy tư những lúng túng, chẳng lẽ mình ngồi nửa giờ để hoang phí, thì ngồi nửa giờ đó cố gắng tập trung được lúc này hay lúc đó. Thì tập trung trong 5-3 hơi thở, 10 hơi thở, 20 hơi thở, trong 1 phút, 20 phút, 30 phút. Nếu mà ai khởi đầu mà chịu khó, chịu thương, nếu mà ai khởi đầu mà có kiên nhẫn, là cứ kệ đó, mình cứ ngồi. Và mình ngồi
và để biết hơi thở, dần dà theo dõi hơi thở rồi đó, thì quý vị lâu ngày đó, càng lúc cái thời gian mình tập trung vào hơi thở càng nhiều và cái thời gian nghỉ lung tung càng ít. Thời gian ban đầu đó thì mình không có trân trọng, không có quý cái thời gian tu tập. Thời gian ban đầu chúng ta chỉ mau hết giờ thôi, nhưng mà càng tu tập thì chúng ta càng quý cái thời gian mà mình có được tiếp tu tập. Một cái người mà chánh niệm thuần thục rồi đó, thì thưa quý vị, gọi là nói như nguyên sanh, nó gặp một bữa đã mừng một bữa, còn nói người tu là có được một giờ tu tập đã mừng một giờ, thí dụ như vậy. Lúc đó mình thấy rằng cái giờ mình tu tập á, nó quý, mình quan hệ hơn là lúc mà xả thiền, hơn là lúc nghe tiếng chuông, mà mình cảm thấy rằng mình còn có cái thời gian để tu tập thì rất là quý. Thì bây giờ cái chánh niệm mình bắt đầu nó lớn rồi, cái chánh niệm mình nó tương đối là nó khá mạnh. Và khi mà chánh niệm tương đối tốt và khá mạnh, thì thưa quý vị, có một cái đặc điểm khác mà mình sẽ thấy, đó là cái đối tượng mà mình hướng đến, mình quán chiếu, nó càng ngày càng rõ. Càng ngày càng rõ là càng ngày càng tinh tế. Rõ điều tinh tế như thế nào? Là ban đầu có thể là chúng ta chỉ niệm biết là hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà dần dần ngày già rồi đó, thì chúng ta sẽ biết là hơi thở ngắn và hơi thở dài. Tại sao mình biết hơi thở ngắn, hơi thở dài? Tại vì mình đủ cái tinh tế để thấy được cái sự bắt đầu và sự chấm dứt của hơi thở vô, sự bắt đầu và chấm dứt hơi thở ra. Không biết được lúc bắt đầu chấm dứt thì mình mới biết được ngắn dài. Còn lúc bắt đầu không biết, lúc chấm dứt không biết thì chúng ta lại không có tin thấy cái việc đó. Và càng đi sâu hơn nữa đó, lúc nào đó không phải chỉ là hơi vào trong mũi mà nó thở vào trong phổi hay trong bụng phồng rộp. Một lúc nào đó thì mình có một cái cảm giác toàn thân. Khi mình thở vô, thở ra đó, thì mình cảm thấy cả cái thân mình thở, chứ không phải là riêng một thứ nữa. Là mình cảm giác toàn thân. Ở đây là mình có thể cảm nhận trọn vẹn cái ảnh hưởng của hơi thở. Lúc nó vô, nó ra, và ảnh hưởng một cách cơ thể mình. Cái này thì rất là khó nói. Nhưng mình niệm một lúc rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng khi mình thở vào thì nguyên cả cái thân mình nó phản ứng ra. Mà khi mình thở ra, thân phản ứng ra. Chúng ta sẽ có cái cảm giác như vậy. Và một lúc nào đó, mình sẽ thở một cách tự nhiên, một cách thoải mái, gọi là an tịnh thân hành, rồi an tịnh tâm hành. An tịnh thân hành đó là mình không còn điều khiển nữa mà thở tự nhiên. An tịnh tâm hành, an tịnh thân hành, tâm hành đó là một trạng thái thoải mái, một trạng thái tự tại khi nhìn vào hơi thở. Lúc bây giờ không còn gò bó được. Thành ra đến cái chỗ mà an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành đó, thì chúng ta thực sự đã lớn mạnh vào hơi thở. Chúng tôi không có thì giờ để đi quá xa vào những cái chi tiết này. Quý vị có rảnh thì quý vị trở lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà trong Trung Bộ chúng tôi có làm chú thích ấy. Quý vị sẽ đọc lại những cái chuyện đó. Bây giờ thì quý vị là ta mới bắt đầu niệm, hơi thở luôn luôn là bước bắt đầu, hơi thở luôn luôn là cái nền tảng. Tại vì cái đặc điểm của hơi thở là luôn luôn có, đặc điểm của hơi thở là luôn có hai nhịp điệu. Đặc điểm của hơi thở đó là hơi thở, qua hơi thở chúng ta biết nhiều về thân và tâm của mình. Tại sao vậy? Là vì lúc mình vui hơi thở khác, khi buồn hơi thở khác, khi giận hơi thở khác, khi ham muốn hơi thở khác. Hơi thở nó giống cái mạch, và người ta bắt mạch để biết cái nhịp tim. Và cái hơi thở mình có thể biết được cả thân tâm của mình ở trong tình trạng nào. Thì từ hơi thở đó, hành giả phải khả năng để xử lý những cái xảy ra chi phối ngoài hơi thở. Chi phối này đó, nếu chúng ta không biết thì chúng ta không có tu tập được. Ví dụ như bây giờ một cái người đi bán hàng, công việc của họ đó là đứng để tính tiền,
hay là đứng để dọn hàng lên cho khách đến mua. Nhưng mà nói như vậy cũng không phải chỉ có chừng nhẫn chừng đó, nó có những chuyện xảy ra mà người đã phải biết cách xử lý. Ví dụ như bây giờ khách vào mua đồ trong tiệm mà bỗng nhiên họ làm rớt, họ bị bể, thì mình phải biết cách là lau chùi dọn dẹp thế nào. Ở thẩm mỹ này thưa quý vị, nó có cái chuyện đơn giản là nếu có ai đó cầm một cái ly nước mà rớt xuống đổ, họ đổ trên vậy đó mà người khác đi sau đạp trượt té thì họ sẽ kiện mình. Thật ra với một người nhân viên làm trong tiệm, công việc của họ là bán hàng, nhưng mà trong lúc mà thấy bị đổ như vậy họ phải ngưng công việc để đặt một cái gì đó ra dấu cho người ta biết rằng ở dưới sàn nhà đang ướt, đang trơn trượt, rồi sau đó họ phải dọn dẹp, tức gọi là xử lý những cái bất thường. Thì cái người niệm hơi thở cũng vậy, người niệm hơi thở phải có khả năng xử lý những chi phối ngoài, những chi phối đó là gì? Đó là cảm thọ, đó là tâm thái, và đó là cái ảnh hưởng của các pháp. Chúng tôi lấy một ví dụ là bây giờ mình đang niệm hơi thở, mình không quen ngồi, tự nhiên có trạng thái đau nhức, và vị nào có ngồi thiền biết có những lúc nó nhức bút. Thì khi trạng thái nhức bút khởi lên đó, đã phải có khả năng để ghi nhận, và ngoài khả năng ghi nhận cái sự nhức bút á, thì hành giả phải có khả năng trở về lại với hơi thở. Nếu mà mình cố gắng mình không suy nghĩ đến cái nhức bút thì trốn tránh thực tại, đau nhức nó cũng là một thực tại, cái đó nó cũng thực tại như hơi thở, nhưng mà chúng ta không thể nương vào cái thực tại đó hoài, và chúng ta phải có khả năng ghi nhận đối với đau nhức, và sống hòa bình với đau nhức. Chúng ta nói sống hòa bình với đau nhức nghĩa là không có hốt hoảng, không có sợ hãi, không có lo lắng, không có phản ứng thái quá, không có chống cự lại đó. Có nhiều người mới hành thiền bị đau chút là sợ, tại người đó họ sợ là mình ngồi thiền là mình không được đau, mình ngồi thiền là nó phải trơn tru, nó phải êm ái từ đầu chí cuối, ngồi thiền là mình thấy nhập vào trạng thái dễ chịu, thư giãn, chứ không thể là ngồi thiền mà đau nhất và lúc mình sợ mình chống đối lại. Hay hoặc giả là có những người cũng cùng cái trạng thái đó mà họ phản ứng cái thái quá, phản ứng thái quá là mới vừa đau á là họ mới đau nhất rồi, bây giờ làm sao mình đổi tư thế, hay là mình làm sao mình chấm dứt thế này thế khác. Thật ra cái người hành thiền là phải biết đối phó, ứng phó, xử lý những cái bất thường, những cái chi phối đã xảy ra. Cái này không phải bất thường là lâu lâu xảy ra một lần, nhưng cái thất tự nó bốn gì phải có, nhưng mà so với cái hơi thở đều đặn á thì cái đau nhất nó không phải luôn luôn có. Rồi cái tâm mình cũng vậy, có đôi khi mình hành thiền thưa quý vị, lúc mình bình thường mình không có nghĩ tới. Thí dụ như là ngày tuần trước mình có nghe ai nói là ông A và B nói xấu mình, nói xấu mình, thì do mình bận rộn nên mình không nghĩ tới. Nhưng một khi mà mình đi vào thiền định thì những cái đó nó lại chặn lại, nó chặn lại, và ngay lúc đó nó có làm cho người mình rất là sân, rất là bực bội, rất là quan trái. Thì thưa quý vị, cái công việc của hành giả không phải là chạy theo cái bực bội đó, công việc của hành giả không phải là tìm cách xua đuổi cái đó, mà phải có khả năng ghi nhận cái trạng thái tâm của mình. Tâm đang sân hận, cái đó gọi là tâm quán. Nếu biết là niệm hơi thở thuộc về quán thân, nhưng mà trong lúc niệm hơi thở vẫn phải quán thọ, khả năng ghi nhận cảm thọ. Trong khi niệm hơi thở phải có khả năng niệm tâm, và thậm chí là trong lúc niệm hơi thở phải có khả năng quán pháp. Quán pháp là gì? Chúng tôi lấy ví dụ như là cái tâm sân á, biết đây là tâm sân, đó là quán tâm. Nhưng biết được rằng cái tâm sân này đó nó ngăn ngại cái pháp kỹ, nó ngăn ngại cái tâm an lạc trong hành thiện, thì sự ngăn ngại đó chúng ta gọi là sân độc cái. Tức là sự ngăn ngại của sân có là pháp quán niệm sinh. Thì
Khi mà mình đã có một cái chủ vị, cái nền tảng của niềm hơi thở, thì từ đó chúng ta mới bắt đầu học thêm cái kỹ năng để ứng phó với những thứ mà nó xen vào, nó chi phối trong lúc hành thiền. Thì như vậy chúng ta cũng học về quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quý vị có thể hỏi rằng như vậy tâm pháp nên quán chung hay quán riêng? Câu trả lời rằng tất cả mọi người đều phải học quán chung khi mình bước đầu tu tập. Quán chung ở đây tức là chúng ta lấy hơi thở, niệm hơi thở làm căn bản. Và khi niệm hơi thở thì những thứ chi phối khác như là đau nhức hay là một cái tâm trạng nào đó xảy ra, hay là nhận diện cái ảnh hưởng của những pháp đó, thì chúng ta gọi là quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà căn bản phải trở về với hơi thở. Nếu những cái chi phối, mình cứ chạy theo những chi phối đó mà mình quên hẳn hơi thở, thì cái đó không gọi là chánh niệm. Dạ. Chánh niệm là khả năng tỉnh táo, cũng giống như bây giờ. Hồi xưa người ta có cái chuyện là có đầy thứ, quý vị, là họ thấy một người ở bên Âu Châu đó, họ đi du lịch cầm theo cái vali, và những người mà họ muốn ăn cắp, họ có một nhóm, họ có thể giật một cái gì đó rất là bình thường của người đó đang cầm, thí dụ một cái sách tay hay cái gì đó, một cái gì mà họ đeo mang ở bên ngoài, họ giật họ chạy. Thì cái người mà họ đang cầm hành lý đó, họ đang đi với hành lý đó, họ thấy bị giật như vậy, họ bản năng tự nhiên là họ chạy theo, họ giật lại. Và trong lúc họ chạy theo thì ở đằng này họ cướp mấy cái vali đi, họ lấy mấy cái vali đi, và trong vali mới được nhiều đồ quan trọng. Thì như vậy đó là một thí dụ về cái chánh niệm, là mình có khả năng ghi nhận những chi phối, nhưng phải có khả năng trở về lại với hơi thở, phải khả năng biết mình là ai, thế nào gọi là cái bản địa. Thì Đức Phật ngài có một cái ví dụ về con chim ưng và con chim cái. Con chim cái đó là con chim mà nó giống như chim ri ngoài biển, nó chạy lúc xúc nhỏ ở ngoài ruộng. Và con chim ưng nó hay bắt những con rắn, những con nhái, và kể những con chim nhỏ để ra ăn. Dạ. Thì Đức Phật dạy rằng cái con chim cái nó thông minh ấy, là nó biết được cái địa hình chỗ nào là chỗ mà nó nên quanh quẩn ở đó. Đó là những cái lúng cài. Để khi người ta cài ruộng thì vị thường là nó có những cái lúng cài. Và khi chim ưng lao xuống để bắt nó đó, thì do sự nhanh chân của nó chui vào những lúng cài nó trốn. Còn nếu nó ra ngoài đồng trống á, chim ưng lao xuống thì nó không biết chỗ nó trốn. Thành ra người tu tập á, thì luôn luôn phải có cái bản địa, tức là phải có cái căn cứ địa của mình. Căn cứ địa đó là hơi thở. Nếu mà cái người tu chánh niệm mà chưa có căn cứ địa thì gọi là chưa có chánh niệm đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì chánh niệm đòi hỏi một cái kỹ năng là trở về. Trở về với tỉnh giác, trở về với cái tư thế quan sát một cách khách quan đều đặn, hay nói cách khác trở về với hơi thở. Và trở về với hơi thở, người nào mà tu tập chánh niệm mà không có khả năng trở về với hơi thở đều có vấn đề hết. Mình đi kinh hành, lúc cuối đường kinh hành thì cũng phải tự biết là thở vô thở ra, và từ thở vô thở ra mình mới ghi nhận là mình muốn quay người, muốn bước tới, vân vân, thì phải trở về với hơi thở. Và ở trong đời sống hàng ngày, khi mà có thời giờ rảnh không bận rộn thì trở về lại với hơi thở. Trở về hơi thở đó là trọng điểm, trọng điểm của người tu tập. Chứ tôi không muốn làm quý vị phân tâm, nhưng mà nó có một cái khái niệm của thiền tông Trung Hoa mà ngày nay người ta giảng nó hơi triết lý, nó hơi xa xôi. Và chúng tôi thì nghĩ rằng ở trong một cái hiểu nào đó đó, và ở cái hiểu nào đó đó, nó gần với tứ niệm xứ thì rất là hay. Đó là chữ bản lai diện mục, và
bản lai diệt, mục đích là mình trở về cái căn bản để mình thấy rõ cái mặt mũi và thấy rõ mặt thật của mình. Thì trở về bản lai, cái bản lai ở đây là trở về với căn bản á, thì chúng tôi giải thích cái chữ bản lai đó dùng cho hơi thở, nghĩa là một cái người tu tập á nên hiểu rằng mình có một thứ để liên tục hướng tâm, liên tục theo dõi, đó là hơi thở. Và mình cũng nhận ra rằng mình có nhiều sự chi phối, nhưng mà đối với những chi phối đó phải có khả năng ghi nhận và phải có khả năng trở về với cái gốc của mình, trở về cái gọi là cái bản lai của mình. Bản lai chữ bản ở đây tức là cái gốc, và lai ở đây trở về, và trở về với cái gốc của mình tức là hơi thở. Nếu không khả năng trở về thì chúng ta bị cái tình trạng gọi là điều hổ ly sơn. Giống một người đang đứng giữa nhà ga mà có ai giữ cái túi nhỏ đó, thì đừng bao giờ vì cái túi nhỏ đó mà chạy theo, khi trở lại thì mấy cái vali lớn đều biến mất hết, cái đó không đáng tội nghiệp. Thì ở đây một cái kỹ năng rất quan trọng, kỹ năng rất quan trọng là chúng ta theo dõi hơi thở, có những chi phối của cảm thọ đau nhức dễ chịu hay là trạng thái tâm này trạng thái tâm thế kia, ghi nhận và ngay lập tức trở về lại hơi thở. Trở lại hơi thở. Hơi thở là bạn thân thiết, hơi thở là cái vốn liếng mà mình có được, hôn trợ hơi thở là cái gốc mà mình không thể bỏ được, rốt cuộc thì trở về lại với hơi thở. Cái này là cái này là một cái kỹ năng hết sức là cần thiết cho một người tu tập và chánh niệm. Có một chữ mà chúng tôi muốn nhắc quý vị là cái hiểu thường thường người ta hiểu niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp á. Chữ pháp ở đó có nhiều người định nghĩa, nhưng mà quý vị đã nhớ rằng chữ pháp ở đó đó, đó là những cái đề tài pháp mình Phật giảng, như là người giảng về năm thú quẩn, năm triền cái, giảng về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, giảng về thất giác chi, giảng về bát chánh đạo, giảng về tứ đế. Đó là những đề tài pháp. Nhưng mà thay vì tứ đế mình học trong sách, khi nghe giảng, tứ đế mình học ngay ở trên chính thân tâm của mình, cái đó là một phần của quán niệm xứ. Thất giác chi cũng vậy, năm triền cái cũng vậy, sáu nội xứ cũng vậy, sáu ngoại xứ cũng vậy. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi thiền, thì có những thứ âm thanh xảy ra, một tiếng xe hay là tiếng sấm chớp, mình nghe mình ghi nhận là có âm thanh tiếng nghe, thì khi mình ghi nhận như vậy đó thì đơn thuần là mình chỉ ghi nhận thôi. Nhưng mà trong cái pháp quán niệm xứ đó, chúng ta thấy rằng nghe và nhận biết âm thanh là gì, là chính giác. Ở trong cái bài học này nó có cái chữ mà chúng tôi viết thiếu, đó là sự nhận biết gì chứ không phải là sự nhận thức. Quý vị lựa sửa giùm tôi chữ đó, cái chữ phải là nhận thức không phải là sự, mà sự nhận biết nhận thức. Thì khi mà chúng ta niệm pháp á, có nghĩa là chúng ta quán chiếu các pháp không phải bằng sách vở, bằng suy tư, mà bằng chính cái thực tại. Và qua cái thực tại đó chúng ta thấy tứ đế, qua thực tại đó thấy thất giác chi, qua thực tại đó chúng ta thấy được sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, qua thực tại đó chúng ta thấy được năm thiền cái chẳng hạn, thì cái được đó gọi là pháp quán niệm xứ. Bây giờ chúng ta nói như vậy về cái đặc điểm của chánh niệm. Đặc điểm chánh niệm đó là chúng ta phải có khả năng nhìn khách quan. Nhìn khách quan là nhìn bớt đi ý kiến mà không có ý kiến. Có người chúng ta nhìn cái gì có ý kiến hết, thưa quý vị. Nhìn cái khăn cũng nó đẹp xấu, nhìn chậu hoa cũng nó đẹp xấu, nhìn Phật thờ ở trên cũng nó đẹp xấu, nhìn cái bông hoa mình cũng nó đẹp xấu,
bao giờ chúng ta cũng có cái đánh giá. Và cái đánh giá này chúng ta nên hiểu cho thói quen. Chứ đó chẳng có cái gì hết. Chẳng có cái gì mà trung thực về chuyện đó hết. Ví dụ như là có một người thích hoa thực dược, thích bông hồng, thấy hoa thực dược thì đẹp quá, mà thấy bông hồng thì làm lơ đi. Nhưng có những người thấy bông hồng là cái gì rất là lãng mạn, bông hồng là cái gì rất giá trị, nhìn thấy giá trị bông hồng và họ không hằng đến hoa văn thọ. Thì cái chuyện mà mình nhìn thấy một cái loại hoa nào đó mà ở trên đó mình có cái quan điểm là hoa này tốt hoa kia xấu, giá trị không giá trị, là hầu hết là chủ quan. Cái việc của hành giả đó là nhìn một cách khách quan, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn. Cái chuyện mà vô hay ra, dài hay ngắn của hơi thở nó không phải là cái gì đó mà chúng ta cần đến cái ý kiến và ý kiến như thế này cái, mà chỉ cần sự ghi nhận thôi, là sự ghi nhận đơn thuần đó gọi là khách quan. Rồi cái ghi nhận khách quan đó nó phải đủ cái khả năng liên tục. Liên tục là gì? Liên tục có nghĩa là nếu chúng ta theo dõi hơi thở mà trong 1 phút, 2 phút mà nó không thể kéo dài được thì thật ra cái niệm mới nó không đủ mạnh. Thưa quý vị, cái niệm không, lát nữa chúng tôi sẽ nói tại sao là mình phải tu tập cả niệm và định. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng ô theo dõi hơi thở, mình chỉ ngồi nhìn vào hơi thở là lập tức mình nghĩ về hơi thở ra vào đó là đủ rồi. Không phải. Cái mà hướng tâm vào hơi thở ra vào nó chỉ là một cái sự chú tâm nhất thời thôi. Cái gọi là chánh niệm có nghĩa là có khả năng theo dõi, mà theo dõi một cách bền bỉ. Và theo dõi cách bền bỉ. Cũng như bây giờ quý Phật tử có ai giao cho đứa nhỏ đứa quý vị giữ, gìn giữ đó. Không phải lấy mắt nó, ngó nó một lần rồi đi chỗ khác. Gọi là mình giữ trẻ như trẻ. Có nghĩa là cái sự chú ý mình luôn luôn để ý coi nó có ở gần những cái thứ nguy hiểm hay không, nó có ăn ngủ đầy đủ hay không, nó có khóc, nó có cần cái gì hay không, thì những điều đó đều cần có thời gian, đều cần có sự bền bỉ. Chỉ có cái sự bền bỉ thì nó mới tạo nên cái năng lực của chánh niệm thật sự. Còn nếu mà chỉ có cái rồi thôi thì không gọi là chánh niệm. Cũng như quý vị Phật tử nó học Phật pháp. Học Phật pháp là gì? Là mình phải kiên trì theo dõi, theo đuổi đi học từ ngày này qua ngày khác. Chứ nếu mình gọi là mình vào trong lớp học mình nghe pháp buổi rồi đi ra mà nói mình học Phật pháp thì chỉ nó cũng không phải. Dạ. Nhiều khi thưa quý vị, chúng ta quan niệm một cái gì đó rất là hời hợt. Dạ. Ở đây cái yếu tố liên tục mình bị lại là một phần không thể không có của chánh niệm. Và một đặc điểm của chánh niệm đó là trở về với hiện tại. Người càng tu tập chánh niệm đó, đem tâm trở về với hiện tại. Khi chúng ta nói chuyện với một người nào mà họ cứ nói miên man chuyện quá khứ hay chuyện đã qua, là quý vị để ý là mấy người đó họ không có chánh niệm. Đúng với họ đó là họ lôi nguyên cả một đống dĩ vãng của những chuyện đã qua ra họ kể, họ sẽ rút cho mình một núi những chuyện gì thuộc về quá khứ và họ nghĩ là hay lắm, nhưng thật sự đó là dấu hiệu của đánh mất hiện tại. Hay là có thể ngồi bàn chuyện tương lai, năm này làm thế này, năm tới làm thế kia, họ vẽ ra đủ thứ, họ không tập trung vào hiện tại. Thì cái đặc điểm của chánh niệm là sống với hiện tại. Bởi vì thỉnh thoảng chúng ta nghe câu chuyện như vậy là có những vị tu tập đó, họ ngồi uống một tách trà nhưng mà họ có thể cảm nhận toàn bộ trọn vẹn cái tách trà đó, thì đó là cuộc sống của hiện tại. Cái hình ảnh mà một vị tu sĩ buổi sáng thức dậy uống tách trà một cách chậm rãi khoan thai và để trọn tâm tư vào cái chỗ uống trà đó, nó lại quan trọng hơn là một người buổi sáng ngồi nói chuyện đông tây nam bắc hay ngồi kể chuyện quá khứ. Và tại vì sao? Tại vì cái đặc điểm của chánh niệm là sống với hiện tại. Cái này là cái khó. Tại vì sao vậy? Tại vì quý vị tự ở trong sâu kín trong tâm tư của chúng ta là
gì đẹp nhất, tương lai là gì đẹp nhất. Quý vị thấy không? Có những người đó, họ có cái tâm là họ lựa chọn những gì mà đáng nhớ nhất của quá khứ. Một cái hình ảnh đẹp, một cái giai thoại đẹp, một cái giai đoạn thành công, một cái giai đoạn, một cái phút huy hoàng nào đó của quá khứ. Chắc đi chắc lại những chuyện đó. Và họ càng nhắc, họ càng tô điểm thêm, thật ra họ sống với quá khứ. Hay là một người đó, tinh thần dệt mộng là vẽ vời về tương lai. Năm tới mình sẽ làm thế này, mình sẽ đi nghỉ hè thế này, đi đó, đi đây, làm thế này, thế kia. Cái chuyện đó nghe dường như là nó có tội lỗi gì hết. Mình có tội lỗi gì khi mình nhớ về những quá khứ vang bóng một thời? Mình có tội lỗi gì khi mà mình đưa ra một cái hy vọng lớn về tương lai? Nó không gọi là tội lỗi. Nhưng nếu mà mình sống nặng về nó quá đó, mình sẽ đánh mất hiện tại. Không có người nào có ngày kể chuyện quá khứ hoài, không có người nào lúc nào cũng trêu dệt về tương lai, mà người đó sống ở hiện tại hết, quý vị. Mà không ai cho chúng ta đó là hiện tại là cái gì làm cho người cảm thấy nhàm, cảm thấy chán, tôi chán quá. Hiện tại là bây giờ nằm lắc qua lại trên giường phải không? Hiện tại là ngồi nhìn bãi cỏ phía sau hè có cái cánh chim bay, đó là hiện tại phải không? Hiện tại là bây giờ đi ra đi vô ở trong căn phòng chật hẹp phải không? Không phải. Thực ra khác biệt giữa người có tu và người không tu, người có chánh niệm và không có chánh niệm đó, là cái khả năng sống với những giờ phút hiện tại. Hiện tại vậy đó. Hiện tại là tất cả cái gì chúng ta có. Hiện tại đó là một thực tại. Quá khứ là đống tro tàn đã qua rồi. Tương lai là một bí mật. Bất cứ cái gì chúng ta nghĩ về tương lai đó, thì nếu nó đều là dự cảm, dự tưởng, một cái dự định, mà nó phải chắc chắn. Tất cả những gì mà chúng ta nhớ về quá khứ, nó chỉ là khơi dậy đống tro tàn của dị vãng. Bây giờ có chuyện gì quá khứ mà mình đem làm lại được đâu. Chúng ta có những cái sai lầm rất là đáng tiếc. Cách đây 5 năm, 10 năm, 5 tháng, 3 tháng, vì mình làm gì đó đã xảy ra rồi. Cái nhân sinh quan của người tu tập chánh niệm là như vậy, là tất cả những gì mình có đó, tức là giây phục hiện tại đây. Thực tại là thân và tâm này. Và để sống với thực tại đó, có khả năng sống với hơi thở ra vào. Hơi thở rất là khách quan. Không thể nào lúc hơi thở vô mà niệm hơi thở ra. Không thể nào lúc hơi thở ra niệm hơi thở vô được. Thành ra hơi thở, niệm hơi thở cho chúng ta sự khách quan. Niệm hơi thở một cách liên tục cho chúng ta sự bền bỉ. Niệm hơi thở một cách liên tục cho chúng ta sống với hiện tại. Và vì vậy, chúng ta đọc những bài kinh như thân hành niệm chánh hạnh, thì Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai, Như Lai đó không có gì lợi lạc như là niệm hơi thở. Và quý vị đừng tưởng là chúng ta là người tu tập đâu. Ngay cả Đức Phật, bản thân của Đức Phật, bản thân của những đại đệ tử Đức Phật như Tôn giả Xá Lợi Phất, các ngài trong lúc mà không có chuyện để cần phải suy tư, không chuyện phải hoạt động, thì các ngài trở về với hơi thở. Có một tuần Đức Phật ngồi giữa Chư Tăng và Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi cách ngài không xa. Trong lúc đó Đức Phật im lặng, thì Tôn giả an trú vào niệm hơi thở, và Đức Phật ngài nhắc Chư Tăng về hình ảnh của vị đó. Chúng ta thì khác, thích bận rộn, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích tính chuyện này, tính làm chuyện kia, và luôn luôn nghĩ đến đại sự. Cái chữ đại sự phải mở ngoặc kép đó. Thật ra đa số những cái mà chúng ta gọi là đại sự là những cái chuyện vô ích, chuyện tào lao, mà chúng ta gọi là đại sự. Và khi trở về với cái không bận rộn, trở lại với thanh thản, chúng ta làm gì? Chúng ta đâu có thanh thản. Khi chúng ta không có việc gì làm á, thì chúng ta hãy bóc điện thoại nói những cái chuyện thiên hạ thị phi. Khi chúng ta không có chuyện gì làm á, lên trên internet tìm những cái chuyện phiền não, phiền muộn. Khi chúng ta không có chuyện gì làm, nghĩ đến những cái chuyện mà nhàn cư bí bất thiện. Tại vì sao vậy? Tại vì rất là đơn giản, là chúng ta không biết làm cái gì với thời giờ của mình. Ở trong đời này không có cái chuyện gì là đáng xấu hổ cho bằng mình là một người tu. Mình là một vị tu sĩ, là một người tu, mà mình than rằng buồn quá. Buồn quá. Tại vì có thì giờ không biết làm gì gọi là buồn.
biết tu biết sống không bây giờ có chuyện buồn cho hiện tại. Những người mà rảnh rỗi mà chuyện buồn á, hay sinh sự hay kiếm chuyện, quý vị thấy những người mà hay đi kiếm chuyện thiên hạ đó là khi buông ra họ biết làm gì, họ biết làm gì. Họ kể cả chúng tôi thấy rằng có những vị đó lâu lâu cũng đi tham dự khóa thiền này khóa thiền kia, đi tham dự thì nghe nói nhiều lắm 10 bữa nửa tháng, nhưng mà trở về rồi đó họ lại dùng thì giờ cho họ như thế nào, thái độ, cái cách mà mình sử dụng thì giờ cho mình biết là mình có tu hay không. Cái người mà biết sử dụng thì giờ đó thì họ thấy thì giờ họ quý, họ làm tốt, họ vận dụng tốt. Còn cái người mà không biết quý thì giờ, biết không biết mình làm gì với thì giờ đó, thì thưa quý vị, thường thường á là không có đi tìm cái này cũng tìm cái kia, không tìm cái kia cũng mình gọi là ngứa tay ngứa chân muốn làm cái nọ, ngồi yên không được. Có nhiều người họ rất hãnh diện, họ nói rằng tôi ngồi yên không được và tôi phải làm cái gì đó, hoặc là dọn đẹp, hoặc là quét nhà, hoặc là trồng làm vườn này kia đó. Nhưng mà điều đó nó cũng hé lộ cho chúng ta một cái nhược điểm khác, đó là chúng ta không có khả năng sống yên tĩnh, không khả năng sống độc lập, không khả năng sống với chính mình và không khả năng sống với hơi thở. Những người này đó, nếu mà họ biết sống với hơi thở thì những lúc rảnh rỗi như vậy họ rất mừng, rất quý. Đây là lúc mà mình trở về với hơi thở. Và thở về hơi thở nó là một cái khả năng sống tiếp xúc với thực tại, sống sát với thực tại, sống với thực tại nhẹ nhàng nhất, an lạc nhất, bình vị nhất. Và do vậy khi nào chúng ta tu tập mà còn nghĩ đến chuyện buồn, nghĩ đến chuyện chán thì chúng ta có vấn đề, và chánh niệm chúng ta yếu. Một người có đủ chánh niệm mạnh mới chỉ có buồn chán lúc đó, họ cảm thấy cuộc sống luôn luôn sung mãn. Tại vì sao vậy? Có thì giờ là quý vị Phật tử để ý rằng bây giờ những người trẻ đó họ mê điện thoại thông minh, họ mê iPad, họ mê internet, có đánh thì giờ vào trong ba liệt. Một người nào đó mà có được một cái lẽ sống thật sự thì người đó sẽ không bao giờ thấy buồn chán. Thì một người tu tập nếu cái lẽ sống đó dựa trên hơi thở, và trên hơi thở họ có đủ chánh niệm, họ không bao giờ buồn chán. Rất sợ những người tu cứ tối ngày cái mặt rầu rĩ mơ về một phương đời viễn mộng, mong rằng đi về chỗ này đi về chỗ kia, chán nản với hiện đại, thời gian rảnh quá hay kiếm chuyện này chuyện khác. Lúc mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến kiếm cái này kiếm cái kia để mà làm, kiếm cái này kiếm cái kia để mà có, kiếm cái này thì kiếm chỗ kia để mà đổi chỗ ở, di chuyển vân vân, thì lúc đó chúng ta có vấn đề. Vấn đề sao là chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục mãi mãi như vậy cho đến khi nào mà thực sự là mình trở về sống với chính mình, sống với hơi thở. Cái người sống với hơi thở chỉ cần một căn phòng, chỉ cần một cái không gian yên tĩnh, chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi, họ cũng làm tốt điều đó được. Cũng giống như quý vị biết là những người họ mê nghe nhạc hay là họ mê cái gì đó mà họ thực sự họ thích rồi đó, chỉ cần có khoảng thời gian ngắn họ vẫn đầu tư, họ vẫn dùng thì giờ cho việc đó. Thật ra cái người có chánh niệm đặc biệt đó là họ có khả năng sống với thực tại, họ biết quý trọng cái thì giờ mà họ có được và họ làm tốt giờ mà họ có được. Còn cái người không biết đó chánh niệm thứ việc thì nhiều khi cái tâm họ cứ trong mong cái gì đó. Thật ra chúng ta hiểu được còn đầu điều này đó thì chúng ta mới hiểu Đức Phật ngày giải rằng cái người đó chết, mà cái người sống phóng dật thì giống như chết rồi. Phải hiểu được thiền, phải hiểu được hơi thở, phải hiểu được chánh niệm đó thì chúng ta mới thấm thía được câu đó. Cái người mà không có chánh niệm đó thì sống như chết rồi. Tại vì sao vậy? Không có lẽ sống, không có lẽ sống. Cho họ ở không đó, họ cảm thấy nản, cảm thấy buồn. Nếu mà một người mà có lẽ sống thực sự đó, càng cho ở nơi cô tịch, càng cho ở không đó, họ cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt để tập trung tâm ý. Còn cái người mà không có lại sống thực sự đó, mà chỗ nào mà không ồn ào, chỗ nào không có đông người, không làm này kia, họ thấy có vấn đề. Chúng tôi biết rằng đây là một chuyện rất khó. Cái thói quen của chúng ta như vậy, nhưng mà cái cuộc sống nội tại và sung mãn phải là cuộc sống có khả năng sống với chính mình, vẫn làm tốt cái thì giờ mà mình có được, thì mới gọi là cuộc sống sung mãn.
Còn mình có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu máy móc, bao nhiêu phương tiện, bao nhiêu kỹ năng mà mình không có khả năng sống với chính mình trong giây phút hiện tại đó, thì mình vẫn có vấn đề. Đó là một sự sống rất là nghèo nàn. Thì quý vị, chúng ta nhớ một điểm mà liên quan đến chánh niệm đó là mặc dù Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta có bốn pháp quán. Bốn pháp quán niệm đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Phật. Và dĩ nhiên là đường dài đó, thì chúng ta có thể chuyên sâu vào thọ, chuyên sâu vào tâm, chuyên sâu vào pháp và chuyên sâu vào thân. Nhưng mà mới bắt đầu thì tất cả chúng ta đều cần để niệm hơi thở. Chúng tôi nhắc lại là ở bước bắt đầu cần niệm hơi thở. Hơi thở cho chúng ta cái sự huấn luyện để theo dõi một cách khách quan, bởi vì hơi thở luôn có hai nhịp điệu. Và nếu chúng ta theo dõi hơi thở thì càng theo dõi chúng ta càng tự nhiên, tức là tại vì hơi thở lúc nào nó cũng có cái tự nhiên, chúng ta chỉ theo dõi thôi. Và từ cái niệm thuần thục trên hơi thở rồi đó thì chúng đi qua những chỗ khác thì nó dễ dàng. Chứ tôi tạm gọi là niệm hơi thở giống chúng ta học bản cửu dương vậy đó. Và học toán số cộng trừ nhân chia. Nhưng mà khi mà mình niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, giống mình giải những bài toán đố, mình vận dụng toán số để mình giải toán đố. Tại vì nếu chúng ta không có căn bản về toán số, chúng ta không có chúng ta không có giải những bài toán đố được. Chúng tôi không biết là chúng tôi nói như vậy nhưng mà ở Việt Nam bây giờ còn xài chữ được không? Ngày xưa khi nói toán số chúng ta nói arithmetic. Bây giờ không biết họ có chữ gì mới, chúng tôi không biết, nhưng mà đại khái là khi chúng ta còn nhỏ đi học thì họ dạy phép cộng trừ nhân chia, mình học căn bản rồi từ đó có những bài toán, có những cái bài toán đố trong đời sống hàng ngày, đi chợ mua bao nhiêu xài bao nhiêu còn lại bao nhiêu tiền mới vất. Thì cái chuyện mà niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp chỉ nên được hành giả tu tập một khi mà có chánh niệm tương đối thuần thục, tương đối tốt. Khi mình có chánh niệm tương đối thuần thục đó thì mình tránh được cái trường hợp gọi là đánh lạc hướng, bị đánh lạc hướng hay là điều hổ ly sơn. Quý vị biết là cái khổ của người tu tập á, là nhiều khi mình chạy theo những cái suy nghĩ, chạy theo những ý tưởng, dù lần đó là suy nghĩ về vô thường. Ví dụ như bây giờ thay vì mình theo dõi từng hơi thở ra vào, từng bước chân, mình lại ngồi đó mình suy tư vô thường, trong bài kinh này nói thế này, bài pháp kia nói thế nọ, chuyện đông thê kim cổ như thế này kia, mình tán hư tán vượng, tán hồi nó rộng quá, mình không còn thấy được cái vô thường trong thực tại nữa. Đó là vấn đề. Và thưa quý vị, qua cái điểm F chúng tôi muốn nói đến một chuyện, và chuyện này đó là chuyện rất là khôi hài nhưng mà có thật, là trong cái giới tu hành, dù là người xuất gia hay Phật tử đó, thì có một cách nói mà rất là xuyên tạc Đức Phật, và rất là xuyên tạc Đức Phật. Đó là cách nói chia chỉ và chỉ quán và samatha và vipassana. Cứ vẫn dẫn dụ là mình tu thiền quán được rồi, không cần tu thiền chỉ. Và cái hiểu của họ đó là tu thiền chỉ đó là tu các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền cho đến phi tưởng, phi tưởng. Thì đó thời bây giờ mình không cần, mình tu hành, mình thành tựu tùy quán là đủ rồi. Nhưng mà nói như vậy là cách hiểu họ rất hẹp về cái samatha vipassana. Samatha là định, vipassana là niệm, và vipassana cũng là cái niệm mà với trí tuệ. Cái tuệ chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà quý vị thấy trong bát chánh đạo đó thì chúng ta tuần tới mình sẽ học về chánh định, thì có định và có tuệ. Và trong rất nhiều trường hợp Đức Phật cũng như là Ngài Xá Lợi Phật giảng về hai pháp cần tu tập, đó là chỉ và quán. Chỉ là gì? Tập trung bền bỉ là chỉ. Chỉ là sự tập trung bền bỉ, mình nhớ như vậy. Và quán là gì? Quán là khả năng để thấy sự sanh và diệt, sự hiện khởi và sự tan biến.
Và từ đó đó chúng ta mới có chính xác. Thì thế nào là cái sự theo dõi liên tục bền bỉ? Hồi nãy chúng tôi nói là nếu mà mình hướng tâm vào hơi thở mà hướng tâm vào năm ba hơi thở thì nó không đủ, mà mình phải có khả năng hướng tâm lâu hơn nữa. Mình đi kinh hành không phải chỉ để ý một vài bước chân rồi mình nghĩ lung tung, mà cái chuyện đó nó phải lặp đi lặp lại có thời gian dài. Khi mình tập chú một cách bền bỉ liên tục một thời gian dài đó, tức là chúng ta có cái định. Bởi vì Đức Phật ngày dạy trong cái pháp cú chúng ta sẽ nghe vào từ siêu dạy tới đó, tức là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Thì ở đây chỉ thiền phải hiểu là ở trên một cái đối tượng tập chú bền bỉ liên tục. Tại sao nói về vô thường, nói về khổ vô ngã mà chúng ta không có thấm thía? Là tại vì chúng ta nói là do sự suy luận, chứ không phải là do định lực và do niệm. Nếu chúng ta thấy được vô thường, khổ vô ngã một bằng niệm và định thì cái nhìn nó khác, cái biết nó khác hoàn toàn. Và trong cái sự tu tập về chánh niệm đó, nó phải có cái sự bền bỉ liên tục. Sự bền bỉ liên tục đó là định, và cái khả năng để mà nhìn và quán chiếu thấy sanh và diệt, đó gọi là niệm. Đó là Vipassana. Samatha và Vipassana đều cần hết, đều cần có cả hai. Cũng như chánh niệm và chánh định trong Bát Chánh Đạo đều có cả hai hết. Chứ chúng ta đừng nghe người ta nói rằng mình tu mình chỉ cần quán chứ không cần nghĩ. Không phải như vậy đâu. Cái đó là người ta quan niệm chỉ rất là hạn hẹp. Không có cái chánh niệm nào mà không có chỉ. Có những thứ thiền chỉ mà không có thiền quán, nhưng mà tất cả thiền quán đều có thiền chỉ hết. Và tất cả Vipassana đều có niệm hết. Vipassana mà không có niệm thì không có định thì không có tùng, không có lâu dài được. Thưa quý vị, trong phần cuối thì chúng tôi xin nhắc lại ở tại đây đó là một vài cái khía cạnh liên quan chánh niệm trong đời sống. Đó là hồi nãy chúng tôi nói rằng cái đặc điểm của chánh niệm là ở đây và bây giờ. Cái bây giờ, ở đây bây giờ, here and now, bây giờ ở đây chỉ là giây phút hiện tại. Nếu chúng ta học Phật pháp rất nhiều, chúng ta không có khả năng đem tâm về với hiện tại và luôn luôn nói chuyện quá khứ, luôn nói chuyện tương lai, thì chỉ mới chưa có chánh niệm. Đối với nhiều người đó, cái quá khứ nó là quan trọng, bởi vì họ ngồi nhắc chuyện quá khứ hoài, họ cho quá khứ quan trọng. Không phải vậy. Quá khứ không quan trọng bằng hiện tại. Dĩ nhiên là bây giờ nói ra không ai tin điều đó hết. Và ai cũng nghĩ là tương lai quan trọng hiện tại. Vui nhất là chúng ta nghe những cái cộng đồng người Việt mà họp lại sinh hoạt đều nói chuyện tương lai hết. Mình phải nghĩ đến thế hệ ngày mai phải làm cái này kia, nhưng hiện tại không ai nói. Và đặc biệt cái đạo hội Phật giáo cũng vậy. Có nhiều đạo hội Phật giáo là thuyết trình là họ nói về tương lai, nhưng mà chẳng ai nói về hiện tại cái gì hết. Mà hiện tại đôi khi đơn giản là hơi thở vô hơi thở ra thôi. Đến một lúc nào đó chúng ta có tu và có hiểu Phật pháp thực sự thì chúng ta biết rằng giây phút hiện tại nó quan trọng hơn quá khứ, quan trọng hơn tương lai. Và điểm khác đó là mình tập chú vào thân tâm của mình đó, nó tốt hơn là bao đồng thiên hạ. Con người chúng ta hay có chuyện mình nói gọi là một cái người lập chí lớn là kinh bang tế thế là tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà nói chuyện lung tung mạch. Nhưng mà kỳ là Đức Phật dạy rằng ai chiến thắng với chính mình là chỉ chiến thắng vẻ vàng hơn tất cả sự chiến thắng. Mà ai mà có khả năng quán chiếu được thân tâm của mình nó quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Cái này là rất khó thuyết phục. Người ta không tin như vậy đâu. Người ta không vào tin một cái đại sự, tin vào chuyện lớn lao. Nhưng thật ra, đôi khi trong đời sống này, cái quan trọng không phải là chuyện là chúng ta có thể biết rõ thị trường cổ phiếu khi nào lên hay xuống. Chúng ta biết rõ khi nào chiến tranh Ukraine chấm dứt,
biết biết rõ khi nào bệnh dịch đi qua. Mà có đôi khi cái chuyện quan trọng nhất là hơi thở đang vô hay thở đang ra. Có nhiều khi quan trọng nhất là thân của chúng ta nằm xuống, cái cảm thọ từ đầu tới chân như thế nào. Đôi khi quan trọng nhất là cái bước đi của chúng ta có để đặt ở trên cái chánh niệm theo một bước đi hay không. Cái đó là cái quan trọng. Thưa quý vị, còn một mấu chốt quan trọng khác chúng ta nói trước khi kết thúc bài nói chuyện này đó, đó là thấy được cái sanh và diệt. Cái gì nó chưa có gọi là sanh, cái gì có rồi biến mất là diệt. Thí dụ như hồi nãy mình mới ngồi thoải mái, bây giờ cảm thọ đau nhức khởi lên thì mình biết là thọ khổ sanh khởi, và mình làm lì mình ngồi một hồi cái cảm thọ đau nhức biến mất thì chúng ta biết đó là cảm thọ đau nhức là diệt. Cái sanh cái diệt ghi nhận được cho chúng ta sống với thực tại, mà chúng ta thường không sống với thực tại mà chúng ta sống bằng những cái khái niệm viễn vọng. Ở trong Anh ngữ họ có cái chữ là conceptualization. Conceptualize có nghĩa là chúng ta đưa ra một cái lý thuyết là đúng sai phải quấy hay dở, đẹp xấu chân thiện mỹ đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tất cả điều đó đều là concept, tất cả điều đó là conceptualize hết. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta quen như vậy, suy diễn nó ra cái này ra cái kia, để biết cái nào đẹp xấu, biết cái nào là xấu, ngon thế nào là ngon, dở thế nào là dở, cao thế nào cao, thế nào là thấp. Chúng ta thường đưa ra những cái lọc thuyết, đưa về những quan điểm. Với người tu tập không cần quan điểm, quan điểm không cần thiết, mà cần thiết là thấy được à cái này sanh cái này diệt, cái kia sanh cái kia diệt, biết được sanh diệt thôi. Sanh diệt là một thực tại đúng nghĩa trong thực tiễn. Không có mà có là sanh, có không còn nữa đó là diệt, đơn giản như vậy. Thí dụ như là khi lại đó mình mới ngồi thiền mình đâu có cảm thấy gì bực bội, vì tự nhiên đang ngồi thiền nhớ đến chuyện này kia bực bội, thì mình ghi nhận ra cái cảm giác bực bội đó là nó đang sanh, nó vừa sanh, và tiếp tục ngồi thiền cho đến khi cảm giác bực bội không nữa thì nó diệt. Sự lo âu cũng vậy, sự toan tính cũng vậy, cái gì nó sanh diệt biết được. Bởi vì Đức Phật ngày giải rằng người sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Sự sanh diệt đó là cái thực tại hiện tiền, sự sanh diệt đó đó là một sự thật khách quan, sự sanh diệt đó đó là cho chúng ta biết về cái bản chất của cái dòng chảy hiện hữu cuộc sống đó là như vậy. Thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu nha. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không ạ? Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến chánh niệm đó, nhiều khi chánh niệm không đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ đâu, không đòi hỏi chúng ta phải có ý kiến về mọi thứ đâu, không đòi hỏi chúng ta phải phê phán cái gì đâu, mà chỉ đơn giản là ghi nhận, và sự ghi nhận khách quan nhất, trung thực nhất là sanh ra diệt. Chúng tôi có nói rằng Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thật ra đây là một cái trọng điểm rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng khi mà nói bát chánh đạo đó, đừng bao giờ nói sơ sơ về chánh niệm. Chánh niệm là cái cơ sở, là cái bản địa, là cái nền tảng mà chúng ta không thể không quan tâm, không thể không chú ý được. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn trình bày trong cái bài hôm nay liên quan đến chánh niệm. Bây giờ thì thưa quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Bạch hòa thượng, đời sư không biết là hòa thượng có
ở trước máy không? Nếu hòa thượng tới xuống, quý vị có thấy hòa thượng tới xuống con ở trước máy không? Dạ vâng, dạ. Thường tọa tôi biết hết, thường tọa có, thường tọa có nghe được không? Nếu thường tọa tự quyền nghe được, xin thỉnh thường trả lời cho một câu thảo luận đầu tiên. Dạ các con. Dạ. Thế tọa tự quyền phải chăng là thường khi mà mình học á, thì mình có thể đúc giai đoạn kết hợp nhanh được, nhưng mà khi mình tu tập hay là huấn luyện thì mình cần có thời gian, không thể đúc giai đoạn, đâu có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thầy rồi, thưa quý vị. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ cầu kính lời đến Đức Phật giáo pháp của chúng tăng, kính lời đến sự vụ từ xưa và thượng nhất đẳng, thường tọa bất tăng, tọa minh hạnh đối với từ kia đối với Đức cũng chưa tăng đang hiện diện, xin chào đến quý vị và cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch hòa thượng, quả thật thì nếu mà nói về cái quá trình tu tập á, những cái pháp căn bản mà chúng ta cần phải thực hiện á, thì chúng ta có thể đốt giai đoạn được, nó đi theo từng từ, chúng ta không thể nào mà chứng đắc sơ đạo, chúng ta nhảy lên cái tứ đạo liền, chuyện không có. Cũng như cái sự thực hành cũng vậy, cái sự thực hành nó cũng phải đi từ từng bước, nhưng có thể nói rằng cái người mà có cái trí tuệ đó, mạnh cái trí tuệ đó, thì người ấy có thể tu tập đó, nó hiểu biết được cái lý chân đó, thì nó tốt hơn. Còn nếu nói sự thành tựu thì sẽ dễ dàng hiểu hơn. Hay trong khi học đó, người nào có cái trí tuệ nhiều đó thì người đó, đó có thể hiểu nhanh, biết nhanh hơn người khác. Chứ còn nếu mà là đốt giai đoạn để mà người tự nhiên học một hiểu mười, đúng như vậy thì người ta có phước học một hiểu mười, chứ không học xong mà hiểu hết tất cả, không có chuyện đó. Cái chuyện đó là chúng ta chỉ nói thôi, nói đốt giai đoạn. Đốt giai đoạn có thể là ví dụ như bây giờ chúng ta lược, chúng ta bỏ bớt, nhưng bỏ bớt với điều kiện người đó phải hiểu được. Chứ như trường hợp mà không hiểu gì trên, ví dụ như bây giờ học về luật, học về ví dụ pháp, phải học về Bali, tất cả mọi thứ cũng vậy, là nó phần cũng phải nắm những cái yếu lý căn bản, thì những yếu lý căn bản đó xem như là cho chúng ta một cái nền tảng, một cái sườn rồi, chứ còn không thể đốt giai đoạn được. Còn đặc biệt rằng á, cái sự thực hành đó thì nó phải đủ cái hội, đủ cái tiêu chuẩn. Khi mà có chánh niệm một cách vững vàng rồi thì mới có cái trí tuệ, nó mới có sự tỉnh thức phát sanh. Hay khi có cái định nó vững vàng thì chúng ta mới chứng đắc được các cái tầng thiền. Chúng ta không cần bỏ cái định mà chúng ta vô thiền liền thì nói nghe cái cười. Và cũng như là chúng ta nói rằng chúng ta thôi bây giờ chúng ta nhắm mắt rồi chúng ta vô cái chúng ta ghi nhận liền, chúng ta có chánh niệm liền, có tỉnh giác liền. Thì mình nói cái điều đó mình nói, nhưng điều mà khi đi vô thực tế thì nó phải là nó phải có một cái thời gian, và nó phải có một cái bài bản, nó căn bản, chứ chúng ta không có nó đốt giai đoạn được, nó đầy đủ, nó mang tính tức là cái cách hành trì của mình đó, thì nó có thể đốt được giai đoạn thay gì đó. Một vị người ta nghiêng về cái tinh tấn thì nó đi theo cái giá trị tinh tấn, nghiêng về cái niềm đức tin thì đi theo giá trị đức tin, nghiêng về trí tuệ thì cái đó đó là thì chúng ta mới biết là nó nhanh hơn, nó gần hơn. Nhưng nhanh hơn gần hơn nhưng nó cũng phải đầy đủ. Cái đường xe đi vòng và đường xe đi tắt ngang, mà đường tắt đi á, là nó rất là khó đi, còn đi cái đường vòng mà nó dễ đi, thì chúng ta tạm gọi tức là đốt giai đoạn. So với cái vấn đề mà thí dụ như cái vị Bồ Tát mà thực hành để có niềm tin, cái đức tin theo cái trí tuệ, nhưng nói chung là đốt cái giai đoạn, không phải đốt giai đoạn, mà nó cũng có những giai đoạn đi cũng căn bản như vậy, nhưng cái giai đoạn này, cái đường đi này nó rối bời, nhưng điều mà vị ấy biết cách đi để vượt qua cái rối ren đó. Chúng ta phải nhớ như vậy. Còn cái sự tu hành, cái sự thực hành cũng vậy,
khi chúng ta thực hành, chúng ta có thể đốt, có thể vượt qua cái giai đoạn đó, là chẳng hạn như là thay vì thí dụ như bây giờ là một người có thể thực hành 7 năm người ta mới chứng đắc, mình có thể là 7 tháng, mình có thể là 7 ngày. Nếu cái phước duyên của mình đủ mà mình nghiêng nghiêng về một cái tích cực. Những điều mà nói rằng đốt giai đoạn, không phải đốt giai đoạn, nó cũng phải hội đủ điều kiện đó để thành tựu được, chứ không có thể bỏ sót được. Ví dụ có phải cái tính, có tấn, cái niệm, có định, có tề, tính tấn niệm định tề nó phải đi, và chúng ta phải đi một bài bản, nó có thứ lớp, nó thành tựu một tiến trình tâm diễn tiến, nó phải đi đủ tiến trình tâm đó, chúng ta nào thiếu được. Thí dụ vô cái lộ đắc đạo đó, nó phải bài bản vô cái lộ đắc đạo, chứng thiền cũng vậy. Dạ, thì kính bạch hòa thượng, thì con nghĩ rằng là nó phải có một cái từng tự, nó phải có bài bản. Thì còn những cái điều mà những cái người mà đốt giai đoạn đó, chúng ta đốt giai đoạn thì chúng ta nói đốt giai đoạn vậy thôi, chứ sự tu tập thí dụ bây giờ phải có giới, phải có định, phải có tuệ, chứ không thể nào mà không có giới mà ấy nó định tuệ được. Ngay cả chứng đắc thiền quán cũng phải nhờ một phần của định, một cái sát na hay là một cái tâm định nó phối hợp, chứ không thể nào thiếu được, điều đó không có, nó phải đầy đủ. Dạ, thì đây chính là cái câu trả lời của chính con là vậy, chứ không thể đốt giai đoạn mà bỏ cái giới, sao cái định và đạt cái tuệ liền, thì chuyện đó. Có nghe được không? Nếu thượng tọa Tân ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Thượng tọa Tân, có nhiều người đó quan niệm rằng mình muốn tu tứ niệm xứ hay tu thiền quán, mình phải vào trong trường thiền, mình phải hành thực hành một cách miên mật, tức là mình tu một cách rốt ráo mới gọi là tu thiền tứ niệm xứ được. Nhưng mà bằng kinh nghiệm cá nhân thượng tọa thì để trau dồi chánh niệm trong đời sống thì điều đó có thể thực hành ở mức độ nào đó theo thế lực gì. Ví dụ như bây giờ mình thường hay quên mình thường hay ít để ý đến thân tâm. Bây giờ mặc dù mình không vào trường thiền, mặc dù mình ở tại chùa hay ở trong nhà, nhưng mà mình có thể trưởng dưỡng, có thể làm tăng tiến cái khả năng chú ý đối với thân tâm mình. Cái chuyện đó có thể thực hiện được không? Có khả thi không? Kính thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chú. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Đức Tự Tự Quyền, Đức Minh Hằng, Đức Tự Trì, Đức Tự Tịch cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng là ở đây đó thì chúng ta thấy có những cái trường thiền để cho các cái thiền sinh tu, thì con nghĩ rằng cái trường thiền là cái nơi, là cái cơ hội để chúng ta có một cái việc thực hành một cách nghiêm mật, hành thiền một cách nghiêm mật. Bởi vì khi mà mình vô đó thì có lẽ là mình thấy mọi người tu đều dành cái thời gian cho là cái việc mà trau dồi tâm của mình bằng phương pháp thiền. Cho nên là mình thấy người ta thường xuyên thực hành thiền như vậy, cho nên là mình cũng tinh tấn để mà mình làm theo. Vì sự thật ra đó thì không phải ai cũng có thể thu xếp vô trường thiền, và cũng không phải là ai cũng đều thích thu xếp vô thường trường thiền. Bởi vì mỗi một người có cái đời sống, cái hoàn cảnh khác nhau. Và do đó nếu mà mình vô trường thiền thì rõ ràng là cái điều kiện tốt để mà mình thúc liễm thân tâm. Bởi vì vô đó thì mình thấy rằng mọi người đều dành cái thời gian cho cái việc tu thiền này. Cho nên là mình thấy người ta tinh tấn, mình cũng chung tinh tấn theo. Người theo chúng tôi nghĩ đó là khi mà mình đã có cái căn bản về thiền rồi đó, thì
dù cái hoàn cảnh nào, mình sống ở trong cái hoàn cảnh nào, thí dụ như bây giờ mình đang làm cái việc gì, mình biết mình làm, biết những cái đang diễn ra, thì đó cũng là thiền. Yeah. Sự thật ra thì khi mà mình chưa có một cái sự vững vàng ở trong thiền, chưa có cái thuần thục ở trong thiền, thì mình cần có một nơi. Cái nơi đó nó phải là nơi yên tĩnh, nơi đó cũng phải có những cái người bạn đồng tu, nơi đó có những cái vị thiền sư để hướng dẫn cho mình. Cho nên là nếu mà mình có những cái gì thắc mắc, có những gì cần giải bày, thì mình cần phải trình bày cho vị thiền sư, để vị thiền sư có cái phương pháp để hướng dẫn cho mình. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là trường thiền là một cái nơi mà cái cơ hội tốt để thích hợp cho cái việc mà mình trao tâm sửa tánh ở buổi ban đầu rất là tốt. Chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là người nào cũng đều thu xếp vô trường thiền hết, và cũng không phải là ai cũng có cái điều kiện tốt để mình vô trường thiền, hay là thích thú để mình vô trường thiền. Như vậy thì làm sao để mà mình giữ cái tâm của mình được đó? Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong mọi cái hoàn cảnh, mình đang là ở nhà, mình cũng có thể tập cái đời sống cho mình phải có cái sự chánh niệm, tức là sự biết những cái đang diễn ra, tâm mình đang diễn ra như thế nào, mình biết, rồi mình phải có cái sự nhất tâm ở trong đó, có cái sự tập chú ở trong đó, để rồi mình cái đời sống thiền tập mình nó có cái sự lợi lạc, có cái sự an vui hơn. Thì chúng tôi nghĩ rằng một người mà ở trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, với cư sĩ, với Phật tử ở nhà thì mình cũng có thể hành thiền được. Dạ. Yeah. Bởi vì do mình thôi, là do mình. Cái trường thiền là cái môi trường tốt để mình tránh cảnh những cái sự ràng buộc. Yeah. Nếu mà tâm mình còn vướng bận thì mình đến đó mình hành nó cũng không có lợi lạc. Nếu mà mình ở nhà, nếu như mà mình ở nhà mà cái tâm của thật sự là mình có định tâm, mình có chánh niệm, tức là mình có cái sự tập chú, có cái sự ghi nhận, thì mình đang sống ở trong cái hoàn cảnh đó đó, thì mình cũng có thể hành thiền được. Dạ. Vì do cái tâm của mình thôi. Nếu mà mình không có ràng buộc thì mình sống ở đâu thì mình cũng có thể hành thiền được, và mình cũng có được cái sự an lạc trong cái việc mà do cái việc mà mình hành thiền. Chứ còn bây giờ đó thì theo chúng tôi nghĩ đó là ít ra thì mình phải tập một cách cái việc đó một cách thường xuyên. Yeah. Chứ không phải là giống như mấy người mình đi tham gia phá thiền vậy. Sự thật ra là chúng ta tích cực, chúng ta hành 10 ngày nửa tháng tháng gì đi, nhưng mà khi chúng ta trở về đời sống, chúng ta hết ở trong, còn tham dự ở trong phá thiền rồi đó, về rồi chúng ta thả lỏng cái tâm của mình, tức là mình không có chánh niệm, không cũng giác buông lung, thì mai mốt mà khi mà mình hành thiền trở lại đó thì mình bắt đầu làm lại từ đầu, làm lại những cái mà mình chưa thuần thục. Cho nên để mà thuần thục đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải có cái thường xuyên, ở trong một cái hoàn cảnh nào mình cũng giữ tâm bằng chánh niệm, hoặc là chánh định, mình có chánh niệm tỉnh giác, rồi hoặc là mình có cái sự tập chú ở trong cái đề mục mà mình hành, thì chúng tôi nghĩ rằng nó có cái kết quả. Chứ nhiều khi bây giờ chúng tôi nói rất là đơn giản, mình hành thiền mà mình cứ trong là một tiếng để rồi mình buông ra, rồi mình buông ra thì mình không có giữ cái tâm mình nữa, mà trong cái lúc mà mình hành thiền mà mình nghĩ rằng cho tròn một tiếng, cho xong một tiếng, cho đủ một tiếng ấy, rồi cái tâm của mình móng vọng vậy ấy, thì rõ ràng là mình cũng thất niệm đi rồi. Yeah, mình cũng không có chánh niệm được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là mình bất cứ một cái
một cái hoàn cảnh nào, mình giữ được tâm mình ở trong cái hoàn cảnh đó, có chánh niệm tỉnh giác, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng là cái yếu tố giúp cho mình có cái sự thuần tục. Bởi vì mình phải làm thường xuyên thì mình mới có cái sự thuần tục. Còn mình có tích cực làm ầm ầm, làm nhiều nhiều đi nữa, giống như người ta nói là dục tốc bất đạt, nhiều khi mình làm cho nó tích cực, cho giữ, cho nhiều đi, đến khi mà mình ra thì mình thả lỏng cái tâm mình, tâm mình nó không có giữ, mình không có chánh niệm, không có định tâm trên đề mục đó, thì mình bị thất niệm trở lại. Rồi mai mốt mình đi hành thiền rồi mình cũng lại tiếp tục giữ cái tâm mình trở lại nữa, thì nó không có cái sự thuần thục đó. Chúng tôi nghĩ rằng cái sự hành thiền của mình thì mình cần có một cái chánh niệm trong mọi hoàn cảnh. Bản thân của chúng tôi nghĩ là như vậy. Tại vì mình vô trường thiền là khi mà mình vô đó để mà mình học những cái căn bản, rồi mình thấy bạn đồng tu với nhau thì mình thấy người ta tinh tấn thì mình cũng tinh tấn. Và hơn nữa trong trường thiền thì cái sự yên lặng, cái hoàn cảnh xung quanh của mình thì giúp cho cái người mà hành thiền mới, cái người mà hành thiền mới nó dễ dàng có cái sự tinh tấn hơn. Rồi mình thấy người ta có cái sự chuyên tâm hơn thì mình cũng chuyên tâm theo, thấy như vậy thì mình hoan hỷ. Nhưng mà đến khi mà mình đã có thuần thục rồi thì mình, chúng tôi nghĩ rằng ở trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể giữ tâm mình được bằng cái chánh niệm và tỉnh giác. Và nhớ là làm điều điều, chứ cũng không phải là chúng ta vội vàng rồi chúng ta năng nổ, rồi chúng ta vội vàng năng nổ như vậy đó rồi bỗng dưng rồi cái đến một lúc nào đó thì chúng ta buông xuôi nó, thì mai mốt chúng ta làm lại đó, giữ cái tâm lại thì nó cũng lại bắt lại từ đầu. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên cũng không phải là ai cũng có cái điều kiện tốt để đến trường thiền, và ai cũng không phải là ai cũng có cái sở thích lại đi vô trường thiền. Cho nên cái hoàn cảnh sống thì cũng không biết sao. Cái chủ yếu là mình thiền là giữ được cái tâm của mình có chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình tập chú trên một cái đề mục, trong cái đề mục mà mình hành trì đó, thì trong mỗi cái hoàn cảnh, dù là ở chùa hay là ở nhà hay là ở đâu đi nữa, thì mình cũng dành cho một cái thời gian đó rất là nhiều. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái điều tốt nhất. Khi nào mà mình có chánh niệm tỉnh giác thì rõ ràng là mình có được cái sự an lạc, có được sự an lạc, và thật sự là mình thấm nhận ở trong mọi cái thời điểm, thấm nhận cái giáo pháp trong mọi thời điểm. Chứ còn mình không có cái thời gian để mà mình đi hành thiền đâu, do mình không có thời gian hay là mình không có một cái gì đó, mình không có cái sự tích, không có cái điều kiện để mà mình đi đến trường thiền. Thì rõ ràng là khi chúng ta đã có một cái nền tảng rồi, có cái nền tảng rồi thì trong mọi cái hoàn cảnh mình luôn luôn giữ cái tâm của mình, thì chúng tôi nghĩ đó là cái điều tốt nhất cho cái đời sống tu hành của mình, ngoài cái công việc thiện sự khác. Đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi, theo cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Sao thú kính gần Thượng Tọa, Thượng Tọa Tư Quyền ơi, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu được xin thì tôi trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi thưa tôi, thưa tôi thưa quyền là muốn hỏi thưa tôi câu này nó hơi ngoài đề chứ. Đó là thưa tôi có thấy rằng ngày hôm nay đó, tương đối mà nói đó, thì chúng ta có nhiều cơ hội để hành thiền, để vào trong các thiền đường hơn là 30-40 năm về trước, phải không? Tại vì hồi xưa có thời nào đó mà đi lại khó khăn và muốn đến các trường thiền rất là khó. Bây giờ thì những người muốn hành thiền thì dù ở Mỹ hay Việt Nam thì cũng sẵn sàng có nhiều nơi để đi và mình có khả năng đến được. Thì thường tôi có thấy là ngày hôm nay cái cơ duyên mà mình hành thiền đó, nó có nhiều điều kiện hơn là 30-40 năm về trước, thường tôi có nghĩ vậy không? Thưa thường tôi.
Dạ, con kính lễ đến Hòa Thượng, kính lễ đến Chư Tăng và chào toàn thể đại chúng. Quả thật thì ngày hôm nay quá dễ dàng, nhiều điều kiện và có thể nói là tiện nghi cho tất cả chúng ta tu. Ngay cả bây giờ ngồi thiền, có một số chùa, có cả cái chúng ta gọi là cái máy lạnh, mà cái như là nó mát chứ. Chứ không phải là ngồi kiểu như nóng, rồi nồi. Ngồi nóng nực hoặc là khổ gì đâu, hoàn toàn không có. Nó khác hơn cái thở xưa. Thở xưa chẳng những đi nó cũng khó, đi nó cũng khó, mà đi ra nước ngoài cũng khó, mà đi tìm chỗ tu hành nó cũng rất là khó. Để mà tự nhiên bây giờ mà đi vào chỗ nào nó thanh vắng mình tu thì người ta nhìn mà cũng bằng một cặp mắt rất là lạ, rất là không có bình thường. Cho nên vì vậy á, là ngày hôm nay thì nó rất là nhiều cái điều kiện ở các nơi, ở nơi nào chúng ta cũng thể thực hiện được. Và cũng như là những cái sách vở tư liệu để chúng ta bước vào chúng ta thực hiện thì nó cũng tương đối đầy đủ. Cũng như cái học cũng vậy, hồi xưa thì học rất là khó. Phải được nhiều cái yếu tố, điều kiện mà chúng ta mới học được. Chứ phải là hôm nay thì cái điều kiện quá nhiều. Quá nhiều cái điều kiện mà chúng ta, do chúng ta có muốn học hay không, rồi cũng vậy ngày hôm nay, do chúng ta có thật sự muốn tu thiền hay không. Chứ còn không thể nói là thời gian và điều kiện được nữa. Ngay cả các trường thiền cũng vậy, cũng luôn tạo cho ta, luôn tạo cho ta, phải nói là những cái điều kiện tốt để chúng ta tu. Về vật thực hay là về trú xứ hay là về điều kiện gì đó, thì họ cũng luôn tạo được một cái tích cực hơn để khuyến tu cho chúng ta. Thì kính bạch hòa thượng, phải nói rằng rất là dễ dàng, mà cũng như là ngay cả ở bên Mỹ cũng vậy, bây giờ muốn tu cũng rất là khó, mà có người muốn tu hay không đó mới là một chuyện. Cho nên cái điều kiện thì nó rất là được trải đầy và nó được nhiều thứ, nhưng điều mà có một điều lòng con người đó có thực nghiệm được, lòng con người có dấn thân, có đi trên cái bước đường nó được hay không, đó mới là một vấn đề. Mà điều này thì đòi hỏi rất là cao độ, là ở tự lực của mọi con người, thì ở nơi môi trường, ở nơi nào cũng vậy, dầu nơi đó nó khó khăn ra sao hay nó có như thế nào, mà làm sao mà mình có thể, tâm mình có thể thực hiện được, thì đó mới là một vấn đề. Cho nên vì vậy cái điều kiện của ngày hôm nay chắc chắn rằng nó quá đầy đủ và nó quá dễ dàng hơn là mấy chục năm về trước. Quả thật như vậy. Bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ đi, nếu như quý vị biết là hồi xưa mà đừng nghĩ mà có thể đi qua Biên Điện tu, hay qua bên Thái Lan tu, hay là ngay cả từ ở bên Mỹ mà muốn đi qua bên Miến hay bên Thái cũng không phải là một điều kiện dễ. Nhưng ngày hôm nay thì nó dễ rồi. Ngay cả Việt Nam cũng vậy, muốn đi qua Biến, đi qua bên Đế Thái thì nó không phải là một điều kiện khó nữa. Thì phải nói là cái thuận duyên và nó có một điều kiện tốt, và cũng có nhiều người cũng đã thực hiện nhiều cái cuộc hành trình để mà tiến tu, chứ không phải là không. Nhưng điều mà để mà chúng ta gọi là vượt qua những cái khó khăn của thời xưa là chắc chắn rồi. Mà hỏi rằng thành tựu được hay không thì cái chuyện đó là cái sự thành tựu có thể được trong cái việc mà tu tập hay không, thì đó chính là một điều mà đòi hỏi mọi cái tự thân của mọi người thôi, và cái duyên phước của mọi người. Chứ còn phải nói rằng là tính theo cái nhìn của chính con thì cái điều kiện học cũng vậy, cái điều kiện tu cũng vậy, tu thiền hay là học Phật Pháp cũng vậy, thì nó được đầy đủ, phải nói quá đầy đủ. Cũng như cái việc tu thiền nó lại là một cái chuyện khuyến khích, nó lại là như là một cái chuyện cần phải có của đối với cái người mà hiếu tu, đối với người mà hướng tu và cần tu. Thì con nghĩ rằng cái việc tu tập đó, nó là một vấn đề hết sức là cần thiết, cũng như hết sức là quan trọng cho những ai có cái tâm thật tu, có cái tâm muốn đoạn khổ diệt khổ, có cái tâm muốn đi theo dấu chân của Phật, muốn thực hiện, muốn thực nghiệm, muốn nếm trải được cái hương vị của giáo pháp.
thì người đó phải quay về và người đó phải thực hiện. Và bây giờ đã quá đầy đủ điều kiện, nếu như không làm thì EO cũng là đánh mất cơ hội may mắn của chính mình. Cho nên đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính mời Đức Hòa Thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ kính kinh thưa tổ thượng quyền, thưa tổ tăng nhân sinh, thưa tổ quan kỳ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Thưa tổ pháp tăng có nghe không? Dạ, thưa tổ tăng bên cạnh câu hỏi với thưa tổ tiểu quyền đó. Muốn hỏi một câu hỏi khác tương tự như thượng tọa là hồi xưa đó mình có rất ít sách, ít tài liệu nói về thiền, và ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng tràn ngập, chưa chắc là mình có những cuốn sách quý nhiều, nhưng mà phải nói sách dạy về thiền tràn ngập, sách người cư sĩ lý có các vị thiền sư có, các vị lý thuyết có, thì thượng tọa nghĩ rằng với cái lượng sách vở ngày nay hướng dẫn về thiền đó, nó có lợi ở mặt nào và nó không lợi mặt nào cho người tu thiền? Cái tên ý kiến của thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Ở đây thì theo con nghĩ rằng ngày xưa thì có những sự hạn chế về vấn đề in ấn sách, kinh sách nói chung và sách thiền nói riêng nhiều lắm. Dịch có, soạn có nhiều lắm. Rồi cái nguồn tư liệu dịch thì con thấy rằng cũng từ ở bản Bali, từ bản tiếng Anh phần lớn, rồi có những cái bản tiếng Thái, bản tiếng Miến, thì con nghĩ rằng cũng rất là nhiều, đa dạng cái nguồn sách và để chỉ dạy về thiền, con thấy rất là nhiều. Nó ngày xưa nó có những cái sự thuận lợi cũng như là có những cái sự khó khăn là thiếu về tư liệu. Nhưng mà ngày xưa đó là mình có thể rằng học thiền đó, thì mặc dù là ít nhưng mà mình được trực tiếp thôi. Trực tiếp thí dụ như mình được một vị thiền sư nào đó, một vị nào có kinh nghiệm về thiền, giống như là các vị tôn túc của mình có cái kinh nghiệm về thiền đấy, thì các ngài dạy rồi mình học rồi mình đem ra mình thực hành luôn. Thì cái hạn chế là mình không có nhiều cái tư liệu, ngay giả giống như là cái chuyện mà giống như là con nghe nói rằng ngài A Chành Cha thì ngài là niệm về phòng xẹp, thì cũng là cái niệm, nhưng mà cũng là cái trên phương diện thiền quán. Thì những vị khác thì chỉ là theo dõi cái cách tâm của mình, cái tâm của mình bằng hơi thở hay là bằng cái gì đó. Thì con nghĩ rằng cái cách này cách kia của các ngài đó là để làm sao là giữ cái tâm thôi, thì mỗi vị có cái kinh, mỗi vị thiền sư có một cái kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà chính vì cái kinh nghiệm khác nhau thì mình có những cái sự thuận lợi là mình học được nhiều cái kinh nghiệm của các ngài. Từ cái cách dạy cuốn sách thiền này dạy dày bằng cái phương pháp này, rồi có cái cuốn sách thiền kia đó thì dạy bằng phương pháp khác. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cái đó nó đa dạng hơn. Nhưng mà chính nó đa dạng đó thì nó lại có những cái sự không bất lợi, nó bất lợi và nó khó có cái sự chuyên chú hơn, có cái sự chuyên chú hơn. Bởi vì cái cách thiền, sách thiền đó, theo con nghĩ rằng đó là kinh nghiệm của những vị thiền sư viết lại bằng với cái sở học của các ngài, cũng như là với cái bằng với cái kinh nghiệm hành thiền của các ngài viết. Thì khi mà mình có những cái đúc kết lại bản thân mình, có nghĩ rằng cái việc nỗ lực tự thân của mình thấy rằng cái gì đó, cái đề mục nào, phương pháp nào mà nó thích hợp nhất để mà mình giữ được cái tâm của mình, thì con nghĩ rằng mình chọn cái phương pháp đó. Cho nên rằng là ngày xưa thì con nghĩ rằng nó bị hạn chế là do ít tài liệu,
ít kinh, ít có những cái tài liệu hay là sách vở viết về thiền, ít lắm nha. Mà được học là học trực tiếp từ những cái vị mà thiền, các vị tôn túc mình hướng dẫn là như vậy như vậy, rồi mình hành thiền để mà mình giữ tâm và giữ tâm. Trong khi ngày nay thì nhiều cái nguồn tư liệu, nhiều nguồn tư liệu mình có nhiều rộng đường để mà mình tham khảo hơn. Tham khảo mỗi cái vị thiền sư trình trình bày một cái phương pháp thực hành cũng là hành thiền, nhưng mà mỗi vị trình bày bằng một phương pháp hành thiền khác nhau, mình được có nhiều cái rộng cái đường để mà mình nghiên cứu, mình tìm hiểu hơn. Nhưng mà nó nhiều khi đó nó trở thành cái mà mình không có tập chú, mình không có chuyên chú vào một cái gì đó. Bởi vì cái làm sao đó, cả cái chuyện mà mình lấy bên này để mà mình nạp qua bên kia đó, thì con nghĩ rằng nó bằng với cái thực tiễn của chính mình thì nó hay nhất. Còn mình lấy bên này mình tạp bên kia, mình gắn bên kia đó, thì con nghĩ rằng nhiều khi mình không khéo đó nha. Con nghĩ rằng mình không khéo đó, thì nhiều khi mình bị tạp, bị tạp loạn ở trong cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình, rồi rốt cuộc lại mình buông cái này mình bắt cái kia, rồi mình buông cái nọ mình bắt cái kia, vân vân. Do vậy thì mình hành thiền ấy nhiều khi rồi mình không thấy có cái kết quả, không có an vui. Nhiều khi mình lại sinh ra những cái tư tưởng mà mình đi ngạc, những cái tư tưởng mà nó ngược lại với chân lý. Nhiều khi là mình tưởng là mình chứng đắc cái này, mình thành tựu cái kia, rồi mình vọng tâm nó cũng là không tốt. Rồi là nhiều khi mình lại nghĩ những cái gì đó, phương pháp này nó không có, nó không có kết quả, rồi mình cho rằng cái phương pháp đó nó không có kết quả. Thế là mình buông nửa dời đó, nửa cái này nửa cái kia đó, thì do vậy nó có những cái sự trở ngại nhất định. Thì theo con nghĩ rằng mình học có cái nhiều cái đường tham khảo cũng là một cái tốt, nhiều đường tham khảo để nên mình cũng có cái tốt. Nhưng mà mình chọn lọc ra những cái gì mà mình, cái đề mục gì mà mình thấy cảm thấy thích hợp đó, và cảm thấy thích hợp để mà mình giữ cái tâm của mình được, mình hành thiền có được sự an lạc á, thì mình nên làm theo như vậy và làm thường xuyên, làm đều đặn, làm hoài như vậy, thì con nghĩ rằng cái đó thật sự là mình cũng tìm được cái nguồn an lạc từ phương pháp thiền. Thì con nghĩ rằng ngày xưa thì có những sự hạn chế của ngày xưa, bây giờ thì có những cái sự khó khăn của bây giờ. Giờ nhiều nguồn tư liệu thì nếu không khéo thì mình sẽ bị phân tâm, hay là dễ bị tán loạn ở trong cái phương pháp hành trì của mình nếu mà mình không khéo. Do vậy thì nó cũng trong cái dòng lẫn quẩn, nếu mà mình không khéo vận dụng á, thì rõ ràng là nó có những cái sự trở ngại của ngày nay là như vậy. Theo con, ý con là như vậy. Con xin trả lời cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng Bổ Túc Thêm. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực nghe, thưa Đạo Hóa Tân. Thưa quý vị, những gì mà Chư Tăng trình bày nãy giờ hôm nay đó, đều là những gợi ý. Mỗi chúng ta có một hoàn cảnh riêng, một cá tính riêng, một điều kiện riêng. Vì vậy, cái khéo của chúng ta là chúng ta tận dụng cái hoàn cảnh, cái cơ duyên cho phép, và chúng ta tận dụng một cách linh động, không có đóng khung. Rất khó mà để có thể đưa ra một cái câu giải đáp, một cái hướng dẫn mà áp dụng tất cả mọi người, cũng như trị bệnh, thưa quý vị. Không có cái thuốc nào mà trị tất cả bệnh đâu. Và nếu chúng ta thực sự hoan hỷ, thực sự mong muốn tu tập chánh niệm, thì với những người ý đó, đó thì chúng ta sẽ có cách này hay cách khác để đi tới ở trong cái việc tu tập. Quan trọng là mình có thể bắt tay vào thực hành. Sự thực hành có thể thành công, có thể thất bại, có thể chậm, có thể nhanh, nhưng mà càng đi tới đó, thì chúng ta sẽ càng sáng hơn, càng thấy dễ hơn, và càng tìm thấy được cái lợi lạc nhiều hơn của chánh niệm. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn
Tướng ưng một và vị giảng sư là Thượng tọa Thế Quyên. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt các Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thân và thượng các bạn. Sa thú làm thay. Xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hành thành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật. Kính cảm ơn vi óc cũng trở mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quỷ đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.